Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Tả Trấn Hiên thắng, điều này làm cho Trầm Tường mừng rỡ, vội vàng đi ra sơn động đi tìm lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên. Chỉ thấy hai nữ chính đang trên bờ cát chơi đùa ngoạn thủy, làm cho cả người ướt rầm rề, bạc y thiếp thân, hiển lộ hết mê người uyển chuyển đường cong để mới nếm thử trái cấm trầm tường không khỏi khô nóng lên. Sau đó có rất nhiều cơ hội, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, trầm tường hồi tưởng lại cùng tiết tiên tiên miên triền lúc chiếm được đỉnh cao sung sướng, trong lòng âm thầm nói rằng. Trầm tường chạy tới, đồng thời xuất ra la thiên môn. Đem quần áo làm làm, phải đi về, tả lão đầu đánh thắng. Trầm tường cười nói, tham lam quét hai nữ cái kia mê người ướt át thân thể mềm mại. Hai nữ thả ra một trận nhiệt khí, trong nháy mắt đem quần áo hong khô. "Ca, lần trước ngươi chính là dùng đồ vật này đem chúng ta mang đến nơi này mà." Lãnh U Lan tò mò hỏi, "Không sai, đây cũng là ngươi ca một bảo bối lợi hại." "Ta đào mạng phải dựa vào hắn." Trầm Tường lặng lẽ cười đến, "So với ngươi phía dưới hai người kia chứng vẫn bảo bối mà." Lãnh U Lan nháy mắt hỏi, thấy Lãnh U Lan cái kia chăm chú thần tình tiết tiên tiên xì xì cười duyên lên, u lan, ngươi làm sao tổng thể nghĩ ca ca ngươi hai người kia chứng chứng nha. Trầm tường cũng là không còn gì để nói. Bị lãnh u lan này bạo lực nữ ghi nhớ hai người kia bảo bối, thật sự chính là một cái rất chuyện kinh khủng. Bởi vì lãnh u lan thường thường nói cái gì vô nát ngươi chứng chứng loại hình lời thô tục đây đều là cùng với nàng cha học. Nhà đầu chết tiệt kia, nói tất cả cái kia hai chứng là ca vận mệnh. Người đi hỏi Mộng Nhi tỷ, nàng nhất định sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Trầm tường vỗ một cái nàng đầu. Nặn nặn nàng mặt, có phải là không có hai người kia chứng chứng liền không thể được nhiệu niệu. Lãnh U Lan giống như là người hiếu kỳ tiểu hài, ngây thơ hỏi. Trầm tường cảm thấy đau cả đầu. Người không phải thường thường nói cái gì vô nát chứng cái gì sao chính là ý này, đó là đối với nam nhân ác độc nhất một loại công kích người đối với người khác có thể sử dụng. Thế nhưng người đi tới đừng với Kata đến chiêu này, rất đòi mạng, đương nhiên, không có chứng chứng, hẳn là vẫn là có thể niệu niệu. Hai người các ngươi huynh muội chớ nói. Mau trở về đi thôi. Tiết tiên tiên tuy rằng một mực cười duyên, nhưng mặt nhưng hồng toàn bộ. Trầm tường đột nhiên có một loại rất tả ác ý nghĩ, chính là hy sinh một phen, để lãnh U Lan tự thể nghiệm một thoáng loại chuyện kia, như vậy nàng liền sẽ không cái gì cũng không biết. Đương nhiên, hắn biết tiết tiên tiên nhất định sẽ tạm thời không đáp ứng, bởi vì lãnh U Lan bây giờ đối với trầm tường cảm tình vẫn rất mơ hồ. Tiến vào cánh cửa không gian, bọn hắn tới đến hàng ma học viện bên ngoài, nhưng trong này cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, mỹ lệ núi rừng cũng không thấy, tất cả đều là một mảnh cháy đen. Rất nhiều núi cao cũng đã lở, đại địa tràn đầy khe nứt, bất quá hàng ma học viện bên trong vẫn tính hoàn chỉnh, chỉ có hai tòa to lớn cao lầu đổ đi tả trấn hiên là trầm tường thả ra trầm tường là hắn đại ân nhân sau đó hắn cùng hai nữ tại hàng ma học viện bên trong nhất định sẽ cật hương hát lạt nghĩ đến điểm này hắn liền âm thầm kích động lên lôi kéo hai nữ tay chạy vội tới dọc theo đường đi hắn có thể thấy rất nhiều hàng ma học viện học viên trên mặt đều tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc bọn họ vừa nãy nhưng là cảm thấy thế giới muốn hủy diệt như vậy Nghĩ đến vừa nãy cái loại này chấn động chiến đấu tràng cảnh, bọn hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy trầm tường kéo hai cái mỹ nhân hướng học viện chạy đi. Những này nam học viên đều đố kỵ cùng ước ao, hàng ma học viện lúc này đã bình tĩnh lại. Cũng có một chút gan lớn nhân hòa trầm tường như thế chạy về phía học viện. Hết thảy hàng ma học viện học viên còn muốn ở lại hàng ma học viện. Liền khẩn trương đến học viện đại diễn võ trường hội hợp tả trấn hiên âm thanh truyền đến tràn ngập uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự mà hàng ma học viện cũng bao phủ tại hắn uy thế dưới tuy rằng rất nhiều người đều nghi hoặc thế nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng nếu như vừa nãy muốn giết bọn hắn bọn họ đã sớm chết đại diễn võ trường là một cái vô cùng lớn lao quảng trường bình thường đều là học viện tụ tập học sinh mở hội địa phương mà bây giờ mặt trên trên đài cao nhưng nằm ngổn ngang mấy cái thi thể của lão già, mấy lão giả này đều bị chết phi thường thảm, có đầu lâu vỡ vụn, có cả người da chóc thịt bong, chỉ có viện trưởng lưu ngữ phương còn sống. Nhưng cũng sắc mặt trắng bệch đầu lâu bị tả chấn hiên dẫm đạp trên mặt đất. Đi tới học sinh nơi này thấy một màn này, đều không khỏi đánh dùng mình một cái. Thực lực cường đại cực kỳ viện trưởng cùng cái kia mấy cái thần bí học viện trưởng lão. Lại bị tả chấn hiên cho đánh bại mọi người nhất thời đối với tả trấn hiên cái này xem ra tiên phong đạo cốt bình thường lão giả sợ hãi không ngớt thực lực như vậy tại phàm giới bên trong nhưng là phi thường ít ỏi có rất nhiều người đều cho rằng tả trấn hiên là muốn hủy diệt hàng ma học viện nhưng thấy tả trấn hiên đứng phía sau phó viện trưởng triệu đình du bách tường lão sư cùng với cái khác một ít giáo sư mọi người cũng yên tâm rất nhiều ta là tả Trấn Yên, là hàng ma học viện đời trước viện trưởng, 300 năm tiền căn vì cái này lão thái bà cấu kết bọn khốn kiếp kia liên thủ mưu hại ta. Đem ta giam giữ trên đất lao bên trong, mấy vạn năm qua ta đối với hàng ma học viện cống hiến lại bị này lão độc phụ từ sách sử mặt trên xóa đi, chuyện này phía sau ta lão sư đều có thể làm chứng. Bắt đầu từ hôm nay, hàng ma học viện làm lại do ta quản lý. Tả Trấn Hiên âm thanh vang dội, vang vọng bát phương, như lôi bình thường tại mọi người bên tai vang lên. Khiến người ta có hay không lực cảm, không muốn tiếp tục tại hàng ma học viện ở lại người, liền khẩn trương rời đi. Ta Tả Trấn Hiên tuyệt không ngăn trở. Rất nhiều học viên đều đối với cái kia lưu ngữ phương viện trưởng bất mãn, bởi vì nàng thường thường bao che một ít làm trái quy tắc học viên dẫn đến những người kia ở trong học viện hoành hành ngang ngược khi dễ nhỏ yếu mà tả trấn hiên hiện tại triển hiện hắn cái kia cường hãn thực lực mọi người không thể không phục hừ tả trấn hiên hừ lạnh một tiếng một cước đem mặt giữ tợn lưu ngữ phương đạp đến trầm tường trước mặt thấy một màn này mọi người lại là cả kinh tả trấn hiên đem lưu ngữ phương đá cho trầm tường làm gì rất nhanh mọi người liền nghĩ đến trầm tường thoát đi địa lao sự tình mọi người bắt đầu suy đoán cái kia tả trấn hiên chính là trầm tường thả ra. Trầm tường quả nhiên là ngươi, ban đầu ta thật sự không hẳn là đem ngươi nhốt vào đi. Liều ngữ phương giữ tợn mà nói rằng, khắp khuôn mặt là hối hận. Ta nói rồi, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Trầm tường sắc mặt băng lãnh, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh long đồ ma đau xuất hiện, sát khí lạnh lẻo từ đao phong phun trào khỏi đến. Để hắn người xung quanh đều run lên một cái. Liêu ngữ phương đột nhiên cười gằn lên nhưng cười đến nhưng như khóc như thế. Trầm tường, ngươi thật siết ta sao ta đã sớm thông báo chấn ma thần điện. Không bao lâu nữa sẽ có nhân từ thiên giới hạ phàm đến thời điểm chính là của các ngươi giờ chết. Hừ, cái kia thì thế nào? Trầm tường giơ lên cao đại đao. Tả chấn hiên cũng là sắc mặt nghiêm túc bởi vì hắn biết liêu ngữ phương nói là sự thật. Nhưng hắn nhưng không lo lắng bởi vì tất cả những thứ này đều có thể giao cho trầm tường hắn chính là nói là báo thù giết chết cái kia mấy cái đồng lõa lưu ngữ phương là viện trưởng là trầm tường giết chấn ma thần điện nếu như đem hắn tả trấn hiên bắt cái kia e sợ rất khó tìm đến một cái lợi hại viện trường ngay trầm tường muốn huy đao chém xuống thời điểm giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ phi thường cường hãn không gian lực xanh lam giữa bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to lớn luồng khí xoáy một cỗ cường hãn vô cùng khí thế từ cái vòng xoáy này bên trong truyền đến bầu trời một cỗ khí thế bức người điên cuồng vọt tới, sản sinh một cỗ khiếp người khí tức ép tới mọi người sông bất quá khí đến, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng, khí định thần nhàn. Mì thanh mục lãng nho nhã trung niên đột nhiên từ nơi kia luồng khí xoáy bên trong xuất hiện. Trên người người trung niên này thả ra khí thế rất mạnh, hắn bây giờ liền nhìn trầm tường. Lông mày hơi nhíu lại, một cỗ áp lực nhất thời bao phủ tại trầm tường trên người. Để trầm tường thiếu chút nữa cái quỷ ở trên mặt đất. Trầm tường bị cái cỗ này áp lực vô hình làm cho trong cơ thể huyết dịch một trận loạn dâng lên, để hắn thiếu chút nữa để thổ huyết. Hắn âm thầm cắn răng một cái, vận chuyển long lực để long lực tại thân thể trên chấn động, đem những áp lực kia chấn tan, dơ lên cao đao bỗng nhiên chém xuống. Dưới đao lưu nhân, cái kia nho nhã trung niên bạo quát một tiếng, phất tay thả ra một đạo hào quang, cùng lúc đó cả người bỗng lắc mình. Đi tới trầm tường trước mặt hắn thả ra bạch quang là đánh trúng trầm tường, nhưng trầm tường lại biết hắn muốn ra tay, thi triển thủy kính công tránh thoát đến. Bạch quang đánh tại cái kia hư tượng mặt trên, rót vào mặt đất, lực lượng này lực liên kết rất mạnh, trực tiếp xuyên thấu đến sâu địa, sau đó ở phía dưới nổ tung. Sản sinh một cỗ chấn động không nhỏ. Sẽ ở đó trung niên cho rằng trầm tường bị chính mình đánh chết thời điểm, trầm tường đao đã chém xuống tại lưu ngữ phương trên cổ lưu ngữ phương thân thể vừa nãy đã bị một cỗ áp lực cho đè lên lúc này đầu lâu đột nhiên bị chém xuống trong cơ thể nàng cái kia bốc lên huyết dịch bỗng nhiên phun ra dường như một đạo suối phun đột nhiên bắn nhanh ở nơi này năm trên người toàn trường tất cả xôn xao mỗi người đều sợ hết cả hồn nhìn cái kia suối phun một cái máu tươi chiếu vào cái kia nho nhã trung niên bạch nuốt vào tất cả mọi người có thể có thể đoán được trung niên này hẳn là thiên giới thượng diện cái kia chấn ma thần điện phái tới người, nhưng không nghĩ tới dù vậy, trầm tường cũng dám đem lưu ngữ phương đầu lâu chém xuống. Có thể nói là to gan lớn mật, liền ngay cả cái kia nho nhã trung niên cũng không nghĩ tới, dưới gầm trời này thậm chí có người dám ở trước mặt hắn làm càn, hắn vốn cho là trầm tường sẽ dừng tay. Nhưng cũng dĩ nhiên tại tránh né công kích của hắn đồng thời, vẫn đem lưu ngữ phương đầu lâu chém xuống. Tốc độ cũng là nhanh đến mức để hắn chắc lưỡi. Cái kia nho nhã trung niên lúc này đầy người hồng huyết, tại mặt hắn còn có một viên giữ tợn đầu lâu, Lưu Ngữ phương vốn cho là chính mình được cứu trợ. Vô cùng phấn khởi, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Trầm Tường là một cái gan lớn người như vậy, thiên giới thượng diện tuy rằng người đến, nhưng cũng vẫn như cũ dám huy đao đem nàng giết chết. Ở đây mọi người đều nuốt nuốt nước miếng, cái kia nho nhã trung niên cũng là ngẩn người, hắn căm tức Trầm Tường, ngươi người dám đi chết đi nho nhã trung niên phẫn nộ không ngớt hắn cảm giác mình bị một cái con kiến khiêu khích hắn phất tay thả ra một đạo hàm chứa phi thường cường đại lực lượng kinh khí kinh khí phát ra vèo vèo âm thanh sản sinh một cỗ mãnh liệt khí ba mang theo đả kích cường liệt ba hướng trầm tường trùng kích quá khứ trầm tường nguyên bản muốn chạy trốn nhưng này tà trấn hiên lại đột nhiên bay vọt lại đây song trưởng đầy một cái đem cái cỗ này kinh khí chặn đến bay vụt đến bầu trời trên không trung kích thích một trận khí lưu, phát sinh vù vù âm thanh. Người mặc dù là chấn ma thần điện phái tới, nhưng làm việc cũng phải dựa theo phàm giới quy củ đến đây đi, người vẫn không có biết rõ chuyện đã xảy ra. Hai lần đối với một cái thực lực yếu hơn người nhiều người như vậy ra tay, truyền đi, chấn ma thần điện mặt mũi nhất định sẽ bị mất hết. Tả Trấn Hiên nói một cách lạnh lùng đạo, hắn dĩ nhiên không e ngại trung niên kia trầm tường hơi thở ra một hơi cái kia nho nhã trung niên xuất hiện thời điểm hắn liền mười phần sợ hãi nguyên bản không dự định đem cái kia lưu ngữ phương giết chết nhưng ai biết cái kia nho nhã trung niên nhưng muốn giết chết hắn vẫn nộ hắn mới hạ nhẫn tâm đem lưu ngữ phương đầu lâu chém xuống yên tâm thực lực của người này vẫn không có sư phụ của ngươi cường đại này phàm giới bên trong nếu như không phải tại huyền cảnh bên trong không chứa được vượt quá niết bàn cảnh tám kiếp thực lực Long Tiết Di nói rằng, một khi vượt qua niết bàn cảnh cấp 9 cũng sẽ bị một loại thần khí cảm giác mạnh mẽ đáp lời, đến thời điểm cũng sẽ bị hút vào thiên giới. Ai cũng không cách nào trốn tránh. Cho nên Hoàng Cẩm Thiên thực lực người như vậy, chỉ có thể trốn ở huyền cảnh bên trong, cái này nho nhã trung niên nhiều lắm chính là chân khí so sánh với chất phác mà thôi. Bằng không công kích của hắn cũng sẽ không bị tả chấn hiên dễ dàng đỡ. Tả Trấn Hiên đối với thiên giới thượng diện Trấn Ma Thần Điện có nhất định oán hận bởi vì chính là thiên giới thượng diện quyết định mới đưa đến hắn bị giam vào địa lao. Lúc này hắn đương nhiên muốn cực lực bảo hộ trầm tường. Cái kia nho nhã trung niên nhìn một chút cái kia chết đi lưu ngữ phương, lại nhìn một chút tả chấn hiên, liền lạnh giọng nói rằng, lưu ngữ phương cấu kết mấy người xoán vị. Túi tiền riêng hàng ma học viện tài nguyên, điểm ấy chúng ta đã điều tra rõ ràng, tuy rằng như vậy, nhưng bọn hắn nhưng tội không đáng chết huống hồ cũng không tới phiên tiểu tử này đến xử trảm lưu ngữ phương. Nhỏ nhã trung niên mục hàm tàn khốc chừng mắt trầm tường giống lớn nói ta gọi trịnh sở. Thiên giới thượng diện chấn ma thần điện phái tới chuyên môn đến xử lý hàng ma học viện nguy cấp sự vụ. Âm thanh rung trời, khí thế bàng bạc để mọi người mười phần khó chịu. Đều âm thầm chán ghét cái này gọi là trịnh sở người, phái tới liền phái tới, nhưng vì kinh sợ bọn họ, nhưng thả ra loại áp lực này khiến người ta khó chịu. Ngươi là hàng ma học viện mà. Trịnh sở biểu lộ thân phận sau khi ngữ khí càng cường ngạnh hơn, nhìn dáng dấp hắn vì kinh sợ những người này. Nhất định phải xử trí trầm tường. Vâng, trầm tường đáp mà hắn cũng làm xong bất cứ lúc nào muốn chạy trốn chạy chuẩn bị thấy hắn không có sợ hãi dáng vẻ. Tiết tiên tiên cùng lãnh U Lan đều hơi thở phào nhẹ nhõm. Liều ngữ phương tội không đáng chết mà ngươi nhưng không có quyền lực giết nàng cho nên ngươi phải bị đến nghiêm trọng trừng phạt trịnh sở lớn tiếng nói rằng trừng phạt trầm tường lông mày nhíu lại ta cùng lưu ngữ phương là có cừu hận ta giết nàng chỉ là bởi vì cá nhân trong lúc đó cừu hận này quan ngươi đánh rắm muốn chết trịnh sở nổi giận thân thể chân khí cuồn cuộn mà ra nhất thời đất dung núi chuyển điện thiểm lôi minh nhưng hắn chỉ nhìn thấy trầm tường trên mặt nở một nụ cười sau đó một đạo cột nước từ trầm tường dưới chân bỗng nhiên phun ra đến trầm tường cũng biến mất không thấy. Huyền vũ thần công thủy độn, có thể làm cho nhân nhanh chóng bỏ chạy đến khoảng cách gần hắn nhất có tùy địa phương mà trầm tường lúc này chân khí chất phát thi triển thủy độn công tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Thoát được địa phương xa hơn chỉ là trong chớp mắt hắn liền xuất bây giờ cách hàng ma học viện rất xa một dòng sông bên trong khốn kiếp thực sự là uất ức nha gặp phải loại gia hỏa này ta liền chống đối lực lượng đều không có trầm tường vẫn hận mà nói rằng thực lực của hắn quá yếu đừng nói cái loại này vượt qua niết bàn cảnh tám kiếp người coi như là bách luyện cảnh võ giả hắn đều không có cách nào đối phó hắn bây giờ hận không thể để thực lực của mình bay vọt trầm tường ngồi ở bờ sông khôi phục tiêu hao huyền vũ chân khí mà bầu trời nhưng dần dần tối xuống hắn ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy bầu trời treo liệt diễm đã bị che kín một tiểu biên. Thiên cầu thực nhật, trầm tường kinh hô một tiếng, hắn có thể là lần đầu tiên thấy loại cảnh tượng này. Thấy loại cảnh tượng này, hắn vội vàng lấy ra la thiên môn tìm kiếm tới gần nhật nguyệt đảo vị trí trước hắn từ dược vương Lý Thiên Tuấn nơi nào đạt được một bộ địa đồ. Tại Nhật Nguyệt đến nơi kia có cái đệ nhất thiên hạ huyền cảnh, phàm là giới bên trong to lớn nhất bảo khố, bên trong có rất nhiều chân quý linh dược. Lý Thiên Tuấn năm đó cũng là bởi vì nắm giữ cái này huyền cảnh sự tình mà bị nhiều người truy sát. Đệ nhất thiên hạ huyền cảnh muốn mở ra thời điểm. Phải đợi được thiên cầu thực mặt trời mọc xuất hiện trầm tường trước đó liền bỏ lỡ. Lần này hắn tuyệt không thể bỏ qua hàng ma học viện bên trong. Phẫn nộ trịnh sở gian dạy tả Trấn Hiên. Hắn vẫn đúng là không cách nào phạt nặng tả Trấn Hiên. Bởi vì tà Trấn Hiên đem hàng ma kính luyện đến tầng thứ 10. Này liền ngay cả trịnh sở chính hắn đều không thể làm được thiên giới chấn ma thần điện bên trong cũng có rất nhiều người đều luyện không tới tầng này. Huống hồ, hiện tại hàng ma học viện cần một cái người lợi hại tọa chấn. Tả chấn hiên là tốt nhất ứng cử viên, tuy nói hắn giết chết mấy cái lợi hại trưởng lão, bất quá điều này cũng chứng minh một mình hắn là có thể ngang hàng những trưởng lão kia cùng lưu ngữ phương. Ta nhất định phải giết cái này gọi là trầm tường tiểu tử, lại dám khiêu khích ta, một điểm đều không coi ta ra gì. Trịnh sở tức giận mà nói rằng hắn cũng không nghĩ tới trầm tường dĩ nhiên có thể từ hắn ngay dưới mắt trốn, chuyện này đối với hắn cũng là một loại cực đại sỉ nhục. Tả Trấn Hiên lắc đầu thở dài, hỏi, trưởng lão. Người hạ xuống hẳn không phải là xử lý hàng ma học viện loại này chuyện hư hỏng đi ta nhớ được ngươi tại chấn ma trong thần điện địa, địa vị không thấp có thể chi phối tiên nhân. Loại này việc nhỏ dĩ nhiên sẽ kinh động đến ngươi. Trịnh sở hơi nhướng mày, ngươi biết vẫn đúng là không ít cũng khó trách ngươi làm viện trưởng lâu như vậy cùng chấn ma thần điện câu thông quá rất nhiều lần, tiếp xúc qua mặt trên đến người cũng rất nhiều, nhưng ta muốn biết là ai hướng về ngươi nhấc lên ta. Ha ha, trịnh trưởng lão tuổi còn trẻ. Chỉ dùng 500 năm liền vượt qua niết bàn tám kiếp chấn ma thần điện người đến thời điểm, cùng bọn hắn chuyện phiếm thời điểm, đại đa số đều nói cùng đến chuyện này. Tả Trấn Hiên cười nói. Hắn ngựa này thí đập đến không đến nơi đến trốn, mười phần hưởng thụ. Chính là bởi vì trịnh sở tại chấn ma thần điện bên trong đều có phi thường cao địa vị cho nên hắn vừa đến đến phàm giới. Đã bị trầm tường cái này thì cũng không phải là phàm nhân lại nhiều lần khiêu khích điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trịnh sở nhìn một chút ngoài cửa sổ nói rằng người biết hiện tại tại sao thiên lại đột nhiên đen mà. Cả chấn hiên lông mày ngưng lại nhìn hôn ám ngoài cửa sổ thiên cầu thực nhật chí bảo huyền cảnh mở ra có người nói cái này thần bí chí bảo huyền cảnh liền thiên giới một ít thế lực đều mơ ước bây giờ nhìn lại quả thực như vậy cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết tình tam giới đại chiến liền muốn mở ra tài nguyên thiếu thốn này chí bảo huyền cảnh bên trong ẩn chứa phong phú tài nguyên có thể giảm bớt thiên giới tầng dưới chót võ giả lúng túng hoàn cảnh trịnh sở gật đầu tả trấn hiên có chút bất mãn này huyền cảnh là tại phàm giới tại sao có thể đem bên trong tài nguyên vận đến thiên giới hừ không chỉ là chúng ta đang ngó chừng hỏa thần điện cùng cái khác một ít tại thiên giới có người phàm giới thế lực cũng biết cái kia trí bảo huyền cảnh sự tình ngươi không ở thiên giới cho nên ngươi không biết cái kia trí bảo huyền cảnh địa đồ đầy trời đều là nếu như chúng ta không đi người khác cũng sẽ đi trịnh sở nói rằng ồ thật sự có địa đồ mà tả chấn hiên tại phàm giới ở nhiều năm rồi, cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh xưa nay cũng chỉ là nghe nói, nhưng nhưng lại không biết xác thực địa phương. Bằng không ngươi cho rằng cấp trên cho các ngươi gây chiến di chuyển tới đây làm cái gì? Trịnh sở lấy ra một bộ địa đồ, ngay nơi này, đảo này gọi là Nhật Nguyệt Đảo. Thiên cầu thực nhật chỉ ít sẽ duy trì một tháng, chúng ta vẫn có thời gian một tháng. Vương giả đại lục thần vũ điện đại sảnh bên trong đột nhiên xuất hiện một lão giả, đây là địa đồ, chúng ta muốn tìm đến ngày ấy nguyệt đảo. Đến thời điểm tràn vào trí bảo huyền cảnh thế lực nhất định sẽ không ít ta muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Đồng dạng tại vương giả đại lục hỏa thần điện điện trù. Cũng khẩn cấp triệu tập hỏa thần điện hết thảy cường giả, ở trên tay hắn đồng dạng có một bức địa đồ không chỉ là vương giả đại lục mặt trên cổ lão thế lực chỉ cần là đã từng từng ra phi thăng đến thiên giới trên người những thế lực kia đều chiếm được cái kia phó địa đồ phàm giới bên trong rất nhiều trong môn phái kiệt xuất giả sau khi phi thăng đều sẽ bị thiên giới thế lực mượn hơi hiện tại bọn họ làm như vậy chỉ là vì làm cho mình đã từng ngốc quá môn phái chia một chén canh đương nhiên có năng lực từ phàm giới vận chuyển vật tư đến thiên giới cũng là như vậy mấy cái thế lực mà thôi sư tổ ta thu được mặt trên tin tức là hữu quan với cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh ta chiếm được một bức địa đồ hiện tại lại là thiên cổ thực nhật thời gian mặt trên cho ta đi trí bảo huyền cảnh một chuyến cổ đông thần tại cái kia to lớn hố sâu bên cạnh nói rằng vậy thì đi thôi cẩn trọng một chút này phàm vũ giới thế của càng ngày càng phức tạp xem ra tại ta sau khi không có một cái thực lực đủ cường người đến kinh sợ một ít cơ hội hoàng cẩm thiên nói rằng rất nhiều môn phái đều là truyền thừa mấy chục ngàn năm thậm chí mười vạn năm trở lên cũng đã có một ít trường giáo phi thăng thiên giới lúc này bọn hắn đều vận dụng lực lượng lớn nhất đem cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh sự tình truyền đặt hạ xuống mà trầm tường hiện tại nhưng đắc chí coi chính mình có thể có thể sở hữu toàn bộ thiên hạ đệ nhất huyền cảnh nhưng lại không biết lúc này đang có rất nhiều lợi hại lão gia hòa chạy tới ngày ấy nguyệt đảo cũng không biết thiên hạ này các loại một huyền cảnh tại thiên giới được gọi là trí bảo huyền cảnh. Vẫn đúng là viễn nha, chỉ ta thực lực trước mắt đến xem, vẫn chưa thể một lần đi đến ngày ấy nguyệt đến, đạt được chừng 10 thứ mới được. trầm tường cầm la thiên môn. Dĩ nhiên tìm được ngày ấy nguyệt đảo vị trí, điều này nói rõ cái kia vũ thương hoành cũng đi quá nhật nguyệt đảo. Thiên hoàn toàn đen, loại trạng thái này sẽ kéo dài một tháng cho nên trầm tường hắn chỉ có thời gian một tháng, bằng không cái kia đệ nhất thiên hạ huyền cảnh một khi đóng, hắn liền chỉ có thể đợi được tiếp theo mở ra. Cái kia muốn thời gian rất lâu, trầm tường sử dụng la thiên môn, mở ra một đảo cánh cửa không gian, sau khi đi vào, hắn đi tới trên biển, sau đó lại tiếp tục mở ra cánh cửa không gian. Như vậy liên tục tiến hành 13 lần, hắn mới đến đây nhật nguyệt đảo. Nhật Nguyệt Đảo là một tòa vô cùng lớn lao hình tròn hòn đảo lúc này nhật nguyệt đảo bên cạnh chính vây quanh một tầng bạch quang mà trung tâm địa phương nhưng dâng lên một gỗ phi thường dày đặc âm khí sau khi đi vào khiến người ta cảm thấy lạnh giá cực kỳ quả nhiên là một cái kỳ quái địa phương huyền cảnh không hổ là huyền cảnh mỗi cái huyền cảnh đều là như vậy trầm tường khó mà tin nổi mà nhìn về phía nhật nguyệt đảo trung gian bắt được chậm rãi nứt ra không gian không gian khổng lồ khe nứt từ xa nhìn lại giống như là một đạo liều lĩnh bạch quang cửa lớn tại từ từ mở ra đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất huyền cảnh không nghĩ tới dĩ nhiên kế đan vương lý tuấn cơ sau khi sẽ bị ta trầm tường đạt được trầm tường cười một tiếng dài bước nhanh hướng nhật nguyệt đảo trung gian chạy gấp tới thật lợi hại không gian lực lượng cái này huyền cảnh không đơn giản rất kiên cố nếu như thực lực của ngươi không đủ rất cái kia dùng la thiên môn đi vào lòng tiết di nói rằng từ xa nhìn lại nhật nguyệt đảo trung gian cái kia dựng đứng cái khe lớn giống như là một đạo bạch quang bắn thẳng đến bầu trời nhưng đi vào vừa nhìn cái kia lối vào nhưng lớn đến mức kinh người để trầm tường cảm thấy dường như thiên môn giống như vậy từng cỗ từng cỗ nồng nặc linh khí đang từ bên trong không ngừng chảy ra nhưng rất nhanh lại bị thu rồi hút vào hắn không biết là lúc này ở trên đường đã có rất nhiều thực lực tại phàm vũ giới đỉnh võ giả chính đang nhanh chóng tới rồi hơn nữa này quần lão gia hỏa đều là hắn hết sức quen thuộc ta có ăn ngon la lòng tiết di khanh khách cười duyên lên hiện tại trầm tường đối với nàng nhưng là hào phóng cực kỳ bởi vì trầm tường có thể sử dụng những này sáng tạo thần dịch nhanh chóng sáng tạo lượng lớn linh dược đi ra căn bản không thiếu trầm tường đi vào cái kia khe nứt to lớn bên trong đi ở một cái tràn đầy bạch quang trong thông đạo khi hắn bước ra đường hầm sau khi liền nghe được từng trận lanh lảnh thú hống nồng nặc cực kỳ linh khí phả vào mặt trong này dĩ nhiên là trời xanh mây trắng liệt dương treo cao này huyền cảnh là xảy ra chuyện gì ta nhớ được huyền cảnh bên trong ngày đêm cũng là cùng bên ngoài như thế bên ngoài hiện tại nhưng là thiên cầu thực nhật trầm tường nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái kia vô số xanh tươi dãy núi lúc này hắn cảm thấy nơi này không phải cái huyền cảnh mà là một cái đại thế giới trầm tường tại một mảnh thật cao bình nguyên mặt trên hắn sau khi đi mấy bước sắc mặt đột nhiên biến bởi vì chân khí của hắn đột nhiên không cách nào vận chuyển giống như cùng hắn đoạn đi tới liên hệ như thế hắn có thể cảm giác được chân khí ở trong thân thể nhưng cũng không cách nào sử dụng trước đó tại huyền vũ huyền cảnh thời điểm cũng là tình huống như thế huyền cảnh đến cùng là kiểu gì hình thành liền ngay cả đạt được lượng lớn ký ức truyền thừa long tiết di cũng không biết bất quá có thể xác định chính là một ít huyền cảnh là bị một ít cường giả cải tạo quá, gia nhập một ít lợi hại trận pháp cùng cấm chế. Không thể khiến dùng chân khí nha, thật là khiến người ta bất an. Trầm tường lấy ra Thanh Long Đồ Ma đao, mà như vậy thần đao cái loại này trọng lượng nhưng vẫn như cũ tồn tại. Sẽ theo lực lượng của hắn tăng cường mà tăng thêm. Huyền Vũ Kim Cương Giáp cũng có thể dùng trầm tường đem huyền vũ kim cương giáp thả ra bao vây lấy thân thể của hắn xem ra uy phong lẫm lẫm đẹp trai mười phần xác nhận những này có thể làm cho hắn món đồ bảo mệnh có thể sử dụng sau khi trầm tường còn không an tâm hắn lấy ra la thiên môn dụng thần thức đi thôi thúc nhưng la thiên môn nhưng không cách nào lấy ra hắn chân khí trong cơ thể này lợi hại không gian pháp bảo lại bị hạn chế ở có chút phiền phức đây là trầm tường đào mạng đồ vật này mặc dù là đệ nhất thiên hạ huyền cảnh, nhưng bên trong hung hiểm ai cũng không biết. Hắn đương nhiên phải đến làm được chu toàn. Hiện tại hắn có thể sử dụng chỉ có pháp lực cùng thần thức hắn thi triển 72 biến, rất dễ dàng là có thể biến thành một con chim nhỏ. Cái này cũng là hắn một loại ẩn nấp thủ đoạn, đặc biệt là tại trong rừng núi. Biến trở về hình người, hắn bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết đem pháp lực thả ra, xa xa trên cao không linh khí bốc lên điền của ngưng tụ tập cùng một chỗ, đây là thiên long pháp ấn, tuy rằng không cách nào lấy ra hắn thân chân khí trong cơ thể. Nhưng thiên long pháp ấn nhưng vẫn như cũ có thể ngưng tụ bầu trời linh lực tiến hành công kích chỉ bất quá cần nhất định thời gian. Nghe thấy chung quanh truyền đến những này âm trầm thu hống, trầm tường hơi hít một hơi, liều mạng. Càng là rời xa cái kia đi vào địa phương. Trầm tường lại càng là cảm giác được bước tiến trầm trọng, hắn chỉ cảm thấy thân thể như là bị nghìn cân ngăn chặn như thế. Xem ra hiện tại ta mới tính là chân chính tiến vào đệ nhất huyền cảnh, thậm chí có mạnh như vậy áp lực, trong này yêu thú cùng thực vật nếu như cũng nhận được những áp lực này ảnh hưởng. Như vậy nhất định đều không đơn giản. Trầm tường trong lòng hơi kích động, bởi vì trong hoàn cảnh này linh hoa linh thảo có thể tiếp tục sống sót, nhất định là tốt nhất giống. Đương nhiên, thú loại cũng sẽ càng mạnh hơn. Đại khái là 20 lần trọng lực, ngươi bây giờ chịu đựng trọng lực có 20 cái ngươi nặng như vậy lòng tiết di âm thanh hơi kinh ngạc. Hơn nữa thời gian cùng bên ngoài cũng khác nhau, ở trong này 10 ngày, bên ngoài hẳn là chỉ mới qua một ngày, đây là một cái chất lượng rất cao thế giới. Chất lượng càng tốt thế giới, lại càng là khó sụp đổ, tỉ như thiên giới, liền so phàm giới vững chắc nhiều lắm, linh khí cũng rất nồng nặc. 20 lần trọng lực sao, một điểm ảnh hưởng đều không có. Trầm tường cười nhạt nghĩ đến có thể ở trong này tìm kiếm được những này quý hiếm linh dược, hắn liền cảm thấy hưng phấn. Đi vào nơi núi rừng sâu xa, trầm tường phát hiện trong này thực vật sức sống đều phi thường ngoan cường, hơn nữa năng lực hồi phục cũng làm cho nhân cảm thấy khiếp sợ, hắn tại trên cây khô phách trên một đao. Nhưng chỉ là trong chốc lát cái kia thân cây liền khôi phục như cũ, hơn nữa thân cây cũng phi thường kiên cố, hắn dùng sức cũng chỉ là phách đi vào một điểm. Thật đáng tiếc, nếu như có thể thu lấy trong này những này có sức sống linh khí là tốt rồi trầm tường vận chuyển thái cực hàng long công nhưng một điểm đều hấp không tiến vào dùng thôn phệ ma công thử một chút xem bạch uu nói rằng thôn phệ ma công ty rằng không phải công kích loại hình võ công nhưng ở bạch uu xem ra đây cũng là so rất nhiều thần công cùng ma công đều lợi hại đồ vật bởi vì có thể thôn phệ trầm tường cũng bởi vì hiểu được này thôn phệ ma công chiếm được rất lớn tràn ra để trầm tường kinh ngạc chính là, hắn một thi triển thôn phệ ma công, lượng lớn linh khí tràn vào trong thân thể của hắn, tiến vào đan điền sau khi tự mình luyện hóa. Nhưng cũng không thể nào sử dụng. Những này linh khí ẩn chứa phi thường phong phú sức sống, có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, nhưng ngươi rời khỏi nửa ngày, một cây có thể dùng linh dược đều không có. Xem ra linh dược hẳn là bị trồng ở một cái chỉ định địa phương. Tô Mị Giao nói rằng, nàng đối với Linh Dược Phi thường hiểu rõ, một đường đến tuy rằng có rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Nhưng không có Linh Dược. Trầm tường lần thứ hai đem cái kia đệ nhất huyền cảnh địa đồ lấy ra, trên bản đồ này chỉ có đi tới Nhật Nguyệt đảo con đường hắn đồ, không có cái khác. Trầm tường đã sớm xem qua rất nhiều lần, nhưng hiện tại hắn đem địa đồ một lấy ra tấm bản đồ kia đột nhiên trôi nổi đi ra, bình triển khai đến. Mặt trên chậm rãi xuất hiện một ít màu vàng linh văn, linh khí bốn phía tràn vào địa đồ bên trong, kim quang sáng lạn. Nhìn ra trầm tường trợn mắt ngoác mồm, này Lý Thiên Tuấn quả nhiên là một cái kỳ nhân, liền địa đồ đều chế tạo đến thần kỳ như vậy. Trầm tường kinh thán một tiếng, mà bản đồ kia lúc này đã đã biến thành màu vàng, ở phía trên vẽ này đệ nhất huyền cảnh đơn giản bản đồ, mà trong đó một cái tiêu điểm đỏ địa phương, trầm tường suy đoán đó chính là linh dược vị trí này huyền cảnh vẫn đúng là đại nha dĩ nhiên so vương giả đại lục còn lớn hơn trầm tường nhìn địa đồ suy đoán cái này huyền cảnh to nhỏ hắn bây giờ vị trí chính là huyền cảnh biên giới tuy rằng hắn rời khỏi hơn nửa ngày nhưng vẫn chỉ là biên giới mà mặt trên bản đồ tiêu địa phương nhưng tại hướng đông bắc hướng về khu vực biên giới bên trong hắn bây giờ là tại vùng cực nam hắn lại không thể phóng thích chu tước hỏa cánh cũng không có thể sử dụng chân khí muốn đi nhưng là phải thời gian rất lâu vừa đến một hồi ít nhất phải nửa năm may là trong này thời gian cùng bên ngoài không giống bằng không khó có thể trong vòng một tháng đi tới đó trầm tường đi vào sau nửa ngày cái kia bị tỏa ra bạch quang khe nứt chiếu lên sáng trương nhật nguyệt đảo bên trong tụ tập một đám người những người này rộn ràng nhốn nháo vừa nói vừa cười cũng có châm chọc lẫn nhau, đây chính là từ đông đảo đại lục dám đến cường giả, tổng cộng có 70-80 người. Thần vũ đại lục chỉ có cổ đông thần, liên minh đông cùng tiếu tử lương đến. Này lúc đó khiến người ta khá là bất ngờ, đặc biệt là không có thấy nữ đế liễu mộng nhi cùng đan hương đào nguyên hoa hương nguyệt lúc. Tất cả mọi người nghi hoặc không ngớt. Liễu Mộng Nhi thần binh thiên quốc cũng là rất lịch sử lâu đời, mà hoa hương nguyệt là phàm vũ giới bên trong có tiếng luyện đan tông sư dĩ nhiên cũng không có tới. Bọn họ không biết là Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đều tại làm độ niết bàn để bát kiếp chuẩn bị. Nhìn thấy cổ đông thần, hỏa thần điện điện chủ hừ lạnh một tiếng, người thái vũ môn cái kia tiểu quỷ không có tới, đây thực sự là bất ngờ nha. Ta cũng muốn đem hắn gọi tới, nhưng bất đắc dĩ không tìm được hắn. Cổ đông thần cười nhạt đảo, người nói chính là trầm tường đi tiểu tử này nhưng là đắc tội một cái ghê gớm ra hỏa một cỗ khí thế đột nhiên bao phủ mà đến. Để cái kia 70, 80 cường giả đều không khỏi cả kinh. Loại trình độ này khí thế, bọn họ chỉ có tại đối mặt Hoàng Cẩm Thiên thời điểm gặp gỡ. Nhưng người này không phải Hoàng Cẩm Thiên, mà là có một người khác. Tả Trấn Hiên cùng trịnh sở tới, bọn họ cái kia hai cỗ khí thế đồng thời thả ra. Xác thực dọa đến không ít nhân. Ta là hàng ma học viện viện trưởng Tả Trấn Hiên. Tả Trấn Hiên cười nói. Ta là hàng ma học viện lâm thời trưởng lão trịnh sở ta vừa từ thiên giới hạ xuống đã nhìn thấy trầm tường giết chết hàng ma học viện trước viện trưởng nếu như các vị có trầm tường tâm tích tính xin báo cho một tiếng bản thân nhất định thâm tả trịnh sở nói tới trầm tường trên mặt không che giấu nổi tức giận từ thiên giới thượng diện hạ xuống này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ cực kỳ nhất thời mặt lộ vẻ kính nể nhìn về phía trịnh sở thấy mọi người thần tình, trịnh sở khắp khuôn mặt là ngạo sắc mà ở hắn bản thân xem ra, những này tại phàm giới bên trong sinh ra người, nhất định phải thấp hắn nhất đẳng. Hắn từ trong lòng xem thường đám người kia. Đương nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới trầm tường lại chọc như thế một gia hỏa. Mọi người chỉ là cùng một ít bạn cũ tự ôn chuyện, liền hướng cái kia to lớn màu trắng khe nứt bay qua, bọn họ đi vào bên trong nhưng là vì đạt được những này linh dược lúc cần thiết nói không chắc còn có thể cùng chính mình những bạn cũ này phát sinh xung đột chúng cường giả tiến vào đệ nhất huyền cảnh sau khi lập tức cảm thấy không đúng thay đổi sắc mặt đều bị kinh ngạc bởi vì bọn hắn không thể khiến dùng chân khí nói như vậy thoại ở trong này bọn họ chỉ có thể dựa vào nhục thể của mình lực lượng đi ứng đối nguy cơ hơn nữa nơi nào còn có nhất định trọng lực rất nhiều người đều cân nhắc muốn không nên rời đi nơi này bởi vì cái kia tình cờ truyền đến từng trận thu hống mang theo 10 phần sung túc lực lượng nếu như gặp phải yêu thú quần vi, bọn họ lại không thể sử dụng chân khí, đây chính là tương đương nguy hiểm. Rất nhanh, đã có người làm ra quyết định. Lùi ra ngoài thấy có người đi, rất nhanh sẽ có không ít nhân dồn dập đi theo ra, bất quá sống ở chỗ này diện cường giả vẫn có 50 người, bọn họ nhưng là không có chút nào sợ. Này đệ nhất huyền cảnh rất lớn, mọi người chỉ cần dồn dập tản ra, đi từng người đường, đi tìm trong này những này phong phú tài nguyên, bọn họ biết ở trong này thời gian không nhiều. Cho nên lập tức liền đi tản đi. Trầm Tường lúc này chính đi xuyên qua một cái trong hẻm núi, hẻm núi lớn âm trầm, có chút hôn ám, hơn nữa hai bên hẻm núi trên vách núi đá còn có một chút động. Xem ra giống như có cái gì lợi hại đồ vật trốn ở bên trong như thế. Hắn bước tiến đột nhiên trở nên rất chậm chậm, hơn nữa bước đi thời điểm không phát sinh bất kỳ một điểm âm thanh, khí tức cũng bị thu lại đến, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm thì ở phía trước. Sẽ ở đó vách núi hai bên mặt trên to lớn sơn động. Loại khí tức này, chẳng lẽ là hắc nham dao? Lòng Tiết Di đột nhiên kinh hô lên. Hắc nham dao, chính là cái loại này do hắc nham cự mãng tiến hóa mà thành đồ vật. Trầm tường trong lòng giật mình, thứ này nhưng là phi thường cường hãn chính là thứ này, long tuyết di dặn dò, người cẩn trọng một ít nếu như nếu có thể đem thứ này giết chết, sau đó là có thể đem bọn hắn thú hạch lấy ra, bọn họ thú hạch có thể nuốt sống. long tuyết di vừa nói xong, trầm tường đã nhìn thấy một cái bóng đen bỗng từ trong một cái sơn động phi thoan mà ra, hướng hắn bay vụt lại đây. trầm tường vẫn đều tại cảnh giác thấy có đồ vật công kích lại đây tại tránh né đồng thời gọi ra thanh long đồ ma đao mà cái kia hắc nham dao không có đụng vào trầm tường đâm đầu thẳng vào cứng ngắc nham thạch mặt đất cự mãng bình thường thân thể cả người đen kịt tràn đầy hòn đá bình thường vảy giáp bao trùm ở trên người trên đầu lại giáp trên thân thể có móng vuốt xem ra rất có một điểm long dáng dấp nhưng cũng cùng long có tranh lệch rất lớn nhưng cũng có cự mãng không có khí tức bá đạo cái loại này lực lượng thân thể trầm tường ở một bên đều có thể sâu sắc cảm ứng được hắc nham giao phát ra một tiếng hống khiếu đuôi đột nhiên hướng trầm tường đạn đảo qua đi trầm tường chẳng những không có tránh né ngược lại là mãnh liệt một đao chém vào hạ xuống tuy rằng không có chân khí nhưng huy đao tốc độ nhưng vẫn là nhanh như vậy đao phong hoa phá không khí dường như muốn bổ ra một đạo vết nứt không gian giống như vậy mang theo cường hãn vô cùng lực lượng thân thể thân đao cảm nhận được trầm tường lực lượng bỗng nhiên biến trọng dường như một cái búa tả mạnh mẽ nện ở cái kia cuồng tảo mà đến cự vĩ. Đào phòng mãnh chém vào cái kia cứng ngắc đuôi mặt trên, chấn động đến mức thanh long đồ ma đao phát ra một tiếng rồng gầm, tạo nên một trận màu đen cục đất. Trầm tường cũng bị cái cỗ này xông tới lực kích phi, và chạm ở bên trên vách tường, nhưng này cái hắc nham dao nhưng cũng phát ra một tiếng thống khổ âm thanh bị làm tức giận hắc nham dao điên cuồng gào thét đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng trầm tường thôn phệ quá khứ tốc độ như gió nỗ lực lúc bộc phát ra cái cỗ này kinh khí để mặt đất tảng đá đều bị ép thành phấn bụi hừ cũng chỉ có như thế ngươi cũng không có thể sử dụng chân khí trầm tường cánh tay bỗng nhiên huy động lít nha lít nhít dường như từng trận cuồng phong bình thường đau khí bỗng xuất hiện, mang theo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi uy thế, nhằm phía hắc nham giao tấm kia cái miệng lớn như chậu máu. Cường mãnh kình khí là thông qua thanh long đồ ma đao bộc phát ra tiến vào hắc nham giao trong miệng sau khi trong nháy mắt đem những phần thưởng kia hàm răng xoắn thành nát tan. Từ yết hầu rót vào trọng tiếp trùng kích đến phần sau hắc nham dao bên ngoài tuy rằng kiên cố, nhưng mà bên trong lại nhu nhược cực kỳ, thật dài thân thể, bị như thế cỗ cường hãn, tình khí một lỗ đến cùng. Bên trong hết thảy đều đã bị phá hư đến phá thành mảnh nhỏ, đau đến hắc nham dao phát sinh từng trận thê lương kêu rên, ngã xuống mặt đất lăn lộn. Căn cứ long tiết di cảm ứng. Trầm tường tìm được hắc nham dao cái kia thú hạch vị trí, thần đau dơ lên cao, dơ tay chém xuống, cái kia hắc nham dao cứng ngắc thân thể liền chém thành hai đoạn liều lĩnh mãnh liệt nóng rực khí tức huyết dịch chảy đầm đìa không ngừng mang theo một cỗ phi thường nồng nặc khí tức sinh mệnh lóe lên một cái dáng mây xanh dường như to như nắm tay hình tròn tinh thể theo máu tươi cùng một ít nội tạng dâng trào đi ra nhỏ như vậy trầm tường cao mày nói rằng nhưng cầm trong tay sau khi lại phát hiện này hắc nham giao thú hạch bên trong ẩn chứa tinh khiết năng lượng mười phần chất phát để hắn kinh ngạc không thôi, bởi vì loại cấp bậc này năng lượng nhưng là tương đương với linh vũ cảnh cấp bậc loại cấp bậc này yêu thú chính là huyền thú. Cẩn thận rồi, lòng tiết di đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Trầm tường cũng cảm nhận được một trận khí lưu kéo tới, hắn một cái phi khiêu, nhảy đến mười trượng có hơn, chỉ thấy lại là một cái hắc nham giao từ trong một cái hang động bay nhào đi ra. Để hắn khó mà tin nổi chính là, những này hắc nham giao dĩ nhiên đều là đơn đả độc đấu, từng cái từng cái trên nhưng cho dù là toàn bộ đập ra, trầm tường cũng sẽ không e ngại. Hắn bây giờ đối với những này hắc nham dao thực lực đã có hiểu rõ, những này hắc nham dao không thể khiến dùng chân khí thực lực mất giá rất nhiều. Chỉ bằng mượn một cái khá là lợi hại thân thể tiến hành công kích mà thôi, nhưng trầm tường nắm giữ thanh long đồ ma đao có thể chảm kim cương. Huống chi loại này nham thạch bình thường vảy giáp, hống. Hắc Nham giao điên cuồng hét lên một tiếng, cái kia thô to thân thể đột nhiên trở nên linh hoạt không ngớt tốc độ như điện. Hướng trầm tường đập tới. Trầm tường chỉ là cười nhạo một tiếng, dĩ nhiên không cần Thanh Long Đồ Ma đao quay về tấm kia cái miệng lớn như chậu máu chính là một trưởng oanh đánh ra. Đùng 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 đùng, ngũ âm thanh liên tục nổ vang truyền ra. Tuy rằng không thể khiến dùng chân khí, nhưng trầm tường trong cơ thể đã sinh ra một cỗ lực lượng khí lưu chỉ có tại thân thể trải qua tiên tri bách luyện thời điểm mới có thể nắm giữ loại khí lưu này lúc này hắn liền lợi dụng loại khí lưu này thi triển hàng ma kính hàng ma kính nổ vang mà ra đồng thời từ hắc nham giao yết hầu xuyên qua đi vào chỉ thấy hắc nham giao thân thể khổng lồ kia từ yết hầu địa phương bắt đầu đến phần sau liên tiếp nổi lên từng đợt huyết vụ lại bị cái kia hàng ma kính từ yết hầu nổ đến đuôi trầm tường còn chưa kịp đi lấy xuất cái kia thú hạch lại là một cái bóng đen thiểm được làm đến vừa vặn, trầm tường về phía trước bước ra một bước lại là một trưởng đánh ra, hàng ma kính liên tiếp nổ vang. Nhìn thấu cái kia hắc nham dao cứng ngắc nham thạch vảy giáp thú hạch bị đánh ra, mất đi thú hạch hắc nham dao trong nháy mắt mất mạng. Một cái lại một cái, những này hắc nham dao dại rột để trầm tường khó mà tin nổi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Thì có 30 cái hắc nham dao liên tiếp đến đây chịu chết trầm tường không phải dùng hàng ma kính, chính là vung vẩy trong tay thần đao chém giết cái kia từng con to lớn hắc nham dao. Thu gặt tính mạng của bọn hắn, giết chết sau khi trầm tường đem hắc nham dao trong cơ thể thú hạch lấy ra, sẽ đem thi thể thu cẩn thận. Có người tới, là tả chấn hiên cùng cái kia trịnh sở. Lòng tiết di đột nhiên hô âm thanh kinh ngạc vô cùng này hẻm núi tuy rằng không phải phải qua đường, nhưng là gần nhất một con đường cả trấn hiên cùng trịnh sở có thể đi tới đây bọn họ hiển nhiên cũng là có này đệ nhất huyền cảnh bên trong địa đồ trầm tường bọn họ kinh ngạc chính là trừ hắn ra vẫn còn có những người khác tiến vào này đệ nhất huyền cảnh vẫn đi đường này rất nhanh liền phải đến hai người này thật giống như là tại cưỡi lấy một cái pháp bảo lợi hại gì cho nên tốc độ rất nhanh lòng tiết di nói rằng trầm tường vội vàng phi nhảy vào một cái hắc nham giao hang động trốn ở bên trong Tiết Di, ngài có thể đem Tả Chấn Hiên ngăn cản sau, hay nhất đem hắn dẫn ra ta, mặc dù là gia hỏa này ân nhân cứu mạng. Nhưng ta lo lắng chờ một chút hắn sẽ ngăn cản ta giết chết Trịnh Sở. Trầm Tường nói rằng, nắm đấm hơi nắm chặt lên, hắn nhất định phải lợi dụng cơ hội này. Đem Trịnh Sở cho giết chết, không thành vấn đề, lòng Tiết Di nói, hóa thành một đạo bạch quang, từ Trầm Tường thân thể bay ra ngoài. Lúc này trầm tường chỉ nhìn thấy long tiết di trùng kích đến một cái hăng hái bay tới đồ vật mặt trên, chuẩn xác không có lầm đụng vào tả chấn hiên trên thân thể. Đem tả chấn hiên đụng phải rớt xuống. Tùy theo, đó là một trận mang theo màu trắng quang hà to lớn lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện, tả chấn hiên bị hút vào lốc xoáy bên trong, sau đó bị bỏ rơi đi ra ngoài, bay vụt đến chỗ rất xa. Ta chỉ có thể làm những thứ này. Lòng tiết di làm được thẳng thắn dứt khoát để trầm tường chắc lưỡi, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt liền đem tả trấn hiên cho lấy đi cái kia trịnh sở là từ thiên giới thượng diện hạ xuống trầm tường lo lắng tả trấn hiên vì ngồi vững vàng viện trưởng vị trí sẽ cùng trịnh sở liên thủ công kích hắn đến thời điểm hắn nhưng là khó có thể ra tay trịnh sở ngừng lại trầm tường lúc này mới nhìn rõ trịnh sở cưỡi lấy chính là một tấm rất to lớn phù mặt trên chính liều lĩnh hào quang hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh đây cũng là trầm tường lần đầu thấy quá thứ này là hắc nham dao sao, rất đậm trọng khí tức. Trịnh sở nhìn một chút phía dưới, phát hiện phía dưới có rất nhiều hắc nham dao vết máu. Hắn lông mày hơi nhíu lại. Đến cùng là ai, đừng quỷ quỷ túy túy. Trịnh sở rất nhanh sẽ phán đoán ra trước đó có người ở chỗ này đánh giết quá hắc nham dao. Hơn nữa còn giết chết rất nhiều cái. Này hẻm núi nhưng là đi thông cái kia trồng linh dược địa phương. Trịnh sở bọn họ nhưng là cưỡi lấy lợi hại linh phù mới có thể nhanh chóng đi tới nơi này nhưng hiện tại nhưng có nhân so với bọn hắn sớm hơn, vẫn mai phục bọn họ, điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc. Là ngươi đại gia ta, trầm tường cười gần một tiếng, gọi ra sát thần tay cùng thanh long đồ ma đao tuy rằng không thể khiến dùng chân khí, nhưng lực lượng thông qua cái đôi này hổ bì găng tay xuất ra sau khi. Lực lượng cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Sát khí lạnh lẻo nương theo mạnh mẽ đao khí, hướng cái kia trịnh sở che ngợp bầu trời bao phủ tới, một đao kia tuy rằng không có trầm tường loại kinh khủng kia chất phát chân khí, nhưng thả ra khí thế vẫn như cũ bàng bạc chấn động, tốc độ nhanh như điện hồng, từ trịnh sở đỉnh đầu cuồng bạo chém xuống. nhấc lên từng trận như rồng bốc lên bình thường kinh khí. Trầm tường, trịnh sở trong lòng kinh hãi đến cực điểm, hắn ở đây ngắn trong nháy mắt vội vàng tránh ra, để trầm tường bổ cái không? Đem cái kia trương phi hành phù nhìn ra nổ nát đi tuy rằng một đao không trúng, nhưng trầm tường nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc, chờ tay lại bổ ra mãnh liệt một đao. Chen lẫn, đùng 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 đùng, nổ vang, chấn động không khí, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngừng tụ xuất một đạo lực lượng phi thường khủng bố kinh khí thế như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Dường như một cái trường thương như vậy, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả, đâm hướng về trịnh sở vèo một tiếng, cái kia cường thế kình khí xuyên qua quá khứ, nhìn thấu trịnh sở vai trái, đánh ở bên trên vách núi, ở bên trên vách núi lưu lại một cái to như nắm tay động. Sâu không thấy đáy, này trịnh sở không hồ là một cái vượt qua niết bàn tám kiếp người, phản ứng cùng tốc độ đều vượt xa những này cảnh giới cực hạn. Trầm tường này liên tục hai lần mãnh liệt công kích đều không thể đem hắn đánh gục. Trước đó, trầm tường liền đem hết thảy khí thế cùng lực lượng ngưng tụ tại này hai đòn hiện tại không có bắn trúng khí thế của hắn cũng biến mất rất nhiều chỉ có thể làm lại ngưng tụ hai người cùng một thời gian hai chân chạm đất vừa nãy trầm tường cái kia hai đòn chính là tại rơi xuống thời điểm hoàn thành có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu trầm tường cái kia đầy mặt sát phạt hung sát cả người bốc lên ác long bình thường sát khí kiên định mà băng lãnh con mắt đều bị nói rõ hắn muốn giết chết trịnh sở quyết tâm gặp này trịnh sở trong lòng hoảng sợ trước nay chưa từng có sợ hãi bốc lên Tại vừa nãy đã thấy được trầm tường thực lực cùng với cái loại này ngập trời giết chóc khí thế. Người, người muốn giết ta, trịnh sở không biết tại sao đột nhiên phẫn nộ lên, hắn bạo giống lên một tiếng, một cái nho nhỏ cảnh giới cực hạn. Nhưng muốn giết chết hắn cái này tại thiên giới thượng diện có thể chi phối tiên nhân thiên tài, điều này làm cho hắn cảm thấy tôn nghiêm chịu đến dẫm lên. Trầm tường phất lên thần đao bùm bùm nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên, theo trầm tường một đao mãnh chặt bỏ đến, cường đại vô cùng bạo ngược hàng ma kính ngưng tụ thành một cái điểm, quay về trịnh sở bắn nhanh quá khứ. Người có thể giết ta, ta là có thể giết ngươi. Theo trầm tường thoại âm rơi xuống, cái kia tránh né bên trong trịnh sở lại bị trầm tường hàng ma kính nhìn thấu thân thể. Lần này là tại hắn vai phải. Tại không thể không có thể khiến dùng chân khí dưới tình huống trầm tường thể hiện ra đến thực lực nhưng vượt qua trịnh sở tưởng tượng đặc biệt là cái loại này để hắn sợ mất mật lực lượng khí lưu đây chính là cùng chân khí như thế lợi hại đồ vật chỉ có khi thân thể trải qua thiên truy bách luyện lò nung thiêu luyện sau khi mới có thể sản sinh chỉ có cái loại này khắc khổ tu luyện thân thể người mới có thể nắm giữ người trịnh sở vừa nói ra cái chữ này trầm tường hai chân hạ nổi lên một cỗ sóng khí cả người dường như một cái thoát huyền tên bắn nhanh hướng trịnh sở bay vút qua hừ trầm tường dùng thân đau mạnh mẽ đánh tại cái kia trịnh sở trên gương mặt đem đánh bay đến va chạm ở bên trên vách núi. Nắm giữ sát thần tay cùng thanh long đồ ma đao trầm tường. Tại không thể khiến dùng chân khí trong hoàn cảnh thực lực cường đại cực kỳ để trịnh sở sợ hãi cực kỳ thấy trầm tường liên tiếp không chỗ nào kiên kỵ công kích hắn. Trịnh sở ý thức được trầm tường thật sự sẽ đem hắn giết chết mà bây giờ hắn nhưng liền đánh trả lực lượng đều không có nằm trên mặt đất trịnh sở vừa nhớ tới thân, chỉ thấy trầm tường nhảy đến trên không, thân thể đột nhiên dường như thiết nhờ giống như vậy, đột nhiên rơi rụng. Một cước dẫm đạp tại trịnh sở tà kiện mặt trên, răng rác vang lên giòn giã, trịnh sở cái kia niết bàn cảnh thân thể. Bị chân khí mạnh mẽ, rèn luyện nhiều năm xương cốt bị trầm tường dẫm đạp đến nát tan, huyết nhục tung tóe trịnh sở cũng phát ra một tiếng thê lương hống khiếu, hắn lúc này. Căn bản không đỡ nổi một đòn người thân thể này cũng quá nát đi trầm tường trong con ngươi tránh qua một vệt lãnh khốc hàng ma kính từ dưới chân tuôn ra quay về vai phải lại là mãnh dẫm một cức đem xương cốt dẫm đến nát tan để trịnh sở đau đến không muốn sống ngươi là thiên giới hạ xuống thì thế nào lão tử như thường dẫm chết ngươi trầm tường sắc mặt dữ tợn mục hàm hung tàn quay về trịnh sở thân thể điên cuồng mãnh dẫm mỗi một chân đều lực đạo đều mười phần thỏa đáng, không đến nỗi đem trịnh sở dẫm thành thịt toái, nhưng cũng để trịnh sở khẩu như suối phun. Bắn mạnh suất từng đạo từng đạo mũi tên máu, cực kỳ khuất nhục cùng đau nhức để trịnh sở cảm giác mình dường như một con run dế, trong lòng tuy rằng có ngập trời oán hận. Nhưng cũng không thể làm gì, hắn không nghĩ tới chính hắn một tại thiên giới thượng diện đều có tiếng thiên tài. Dĩ nhiên tại phàm giới bị một cái niết bàn cảnh cũng chưa tới tiểu quỷ mạnh mẽ trà đạp trầm tường nhấc lên trịnh sở vạt áo, dùng nắm đấm đập mạnh hắn mặt một quyền lại một quyền. Đều đã vận dụng hàng ma kính, mặc dù chỉ là vừa vang hàng ma kính, nhưng cũng đánh cho trịnh sở đầu óc choáng váng, sưng mặt sưng mũi. Trầm tường, người tại sao không giết ta? Trịnh sở trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Muốn chết không thể dễ dàng như thế. Trầm tường cười lạnh nói, song quyền điên cuồng vung vẩy lên. Nắm đấm mang theo mang theo mạnh mẽ quyền phong, nổ vang hàng ma kính, vô tình mà cuồng bạo nện ở Trịnh Sở khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đánh cho hắn xương cốt vỡ vụn. Kinh mạch từng tấc từng tấc nổ nát, để Trịnh Sở sống không bằng chết. Trong hạp cốc quyền phong uy vũ, gào thét thê lương, lôi đình nổ vang liên tiếp không ngừng. Trịnh Sở thân thể cũng coi như là khá là cường hãn, tại trầm tường cặp kia bạo quyền luân phiên tàn phá hạ, lại vẫn có thể hoặc là. Biệt, chớ đắc ý, ha ha ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Trịnh sở đột nhiên khởi sướng trầm thấp cười gần, cái loại này tiếng cười để trầm tường nghe được sợ hãi. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt thần thức đột nhiên kéo tới. Trầm tường chỉ nhìn thấy trịnh sở đột nhiên ngất đi, một tia màu trắng quang hà từ trịnh sở thiên linh cái bỗng dâng lên mà ra, mang theo một cỗ phi thường cường liệt tinh thần uy áp. Để trầm tường cảm thấy đầu lâu đau nhức thiếu chút nữa nổ tung bình thường linh hồn xuất thể xem ra gia hỏa này muốn dùng linh hồn cùng ngươi đồng quy vu tận lòng tiết di phát ra một tiếng rít gào thôn phệ ma công nhanh bạch u u vội vàng uống đến trầm tường vội vàng vận chuyển thôn phệ ma công cái kia từng cỗ từng cỗ muốn thâm nhập trong thân thể hắn linh hồn lực lượng đột nhiên bị hắn thả ra nuốt lực luyện hóa biến thành cực kỳ tinh khiết linh hồn lực lượng tiến vào hắn thức hải dung nhập thần hồn của hắn lớn mạnh thần hồn của hắn trịnh sở trong linh hồn đột nhiên truyền đến một cỗ đau nhức. Bởi vì hắn cảm giác được linh hồn của mình đang bị một cỗ lực lượng xé rách ra đến, điều này làm cho hắn sợ hãi đến cực điểm, linh hồn này là hắn duy nhất dựa vào. Nếu như hắn có thể sử dụng linh hồn đem trầm tường giết chết như vậy hắn là có thể đợi được tả chấn hiên đi tới, đem hắn cứu đi. Nhưng hiện tại trầm tường nhưng thi triển một loại khủng bố tà công. Chính đang thôn vệ linh hồn của hắn. Gia hỏa này dĩ nhiên đem linh hồn tu luyện tới mức này, xem ra hắn là muốn tu luyện ra thần hồn đến, nhưng hắn mặc kệ linh hồn mạnh bao nhiêu. Đều không bằng thần hồn của ngươi. Bạch U U nói rằng, này thật giống như là tiên đạo bên trong một loại linh hồn pháp thuật có thể làm cho linh hồn ly thể đoạt xác. Bất quá có rất lớn phiêu lưu. Trầm tường khinh thở ra một hơi, chậm rãi vận chuyển thôn phệ ma công, chậm rãi thôn phệ cái kia trịnh sở linh hồn mạnh mẽ. Chuyện này đây chẳng lẽ là thôn phệ ma công người cái ma đạo ác đồ trịnh sở điên cuồng nanh kêu trầm tường cùng bạch u u đều hơi kinh ngạc trịnh sở dĩ nhiên nhận thức này thôn phệ ma công cái kia thì thế nào ta loại ma công này chính là chuyên môn dùng để thôn phệ ngươi loại gia hỏa này ha ha trầm tường cười to nói bạch u u đã từng từng nói này thôn vệ ma công mặc dù tại thiên giới bên trong cũng rất ít nhân có thể nhận được truyền thừa thời điểm mười phần nghiêm cẩn có thể học được người lác đác không có mấy. Dùng đầu ngón tay đều có thể vài từng chiếm được được. Nếu như là thôn vệ trịnh sở công lực trầm tường liền ăn không vô nhưng thôn vệ linh hồn. Còn chưa đủ hắn cái kia cường đại thần hồn nhét hàm răng thần hồn nhưng là có thể sản sinh pháp lực mạnh mẽ, mà pháp lực lại có 10 phần thần dị lực lượng, có thể làm cho nhân biến hóa, có thể thi triển thần thông. Có thể thấy được trong đó bất phàm, phổ thông linh hồn căn bản không cách nào so với. Rất nhanh, trịnh sở linh hồn ngay đau nhức bên trong bị trầm tường luyện hóa thôn phệ Trở thành hắn thần hồn một bộ phận. Lòng tuyết di từng nói, thần hồn đệ nhất đại giai đoạn chia làm, trẻ con, trẻ nhỏ, trưởng thành, lột xác, thành thục, hoàn mỹ, này sáu cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn đều chia làm 10 tầng, trước đó trầm tường là trưởng thành tầng thứ 10, nhưng hiện tại cắn nuốt cái kia Trịnh Sở Linh hồn sau khi. Hắn dĩ nhiên bước quá trưởng thành tầng thứ 10, đến lột xác tầng thứ nhất. Trong biển ý thức của hắn thần hồn đang bị một cái nhàn nhạt màu trắng cái lồng khí gói lại, chỉ cần đến 10 tầng. Thần hồn của hắn sẽ kết thành một cái hoàn chỉnh kén, mà bây giờ cũng đã bắt đầu tiến hành lột xác, lột xác sau khi chính là hoàn mỹ giai đoạn đến thời điểm pháp lực của hắn sẽ càng cường đại hơn không hổ là vượt qua niết bàn cảnh tám kiếp linh hồn lòng tiết di kinh thán một tiếng mặc dù là vượt qua niết bàn tám kiếp linh hồn mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là để trầm tường thần hồn tăng lên một cái giai đoạn mà thôi có thể thấy được thần hồn là cường đại cỡ nào đừng lãng phí thân thể này trước tiên dùng cấm chế phong ấn đừng làm cho trong cơ thể hắn công lực trôi đi các loại sau đó có cơ hội người liền đem này cỗ công lực thôn vệ đi hoặc là thông qua gián tiếp phương pháp đem công lực thôn vệ cho liễu mộng nhi bạch u u nói rằng thôn vệ vượt qua niết bàn tám kiếp võ giả hơn nữa còn là thiên giới thượng diện hạ xuống đây nhất định có thể làm cho nhân tăng thêm rất nhiều công lực trầm tường vội vàng ở bộ kia bị hắn đánh thành bùn nhão thân thể bày xuống cấm chỉ sau đó sẽ dùng một ít có thể phóng thích băng xương tảng đá đóng băng lên để vào một cái quan tài đá bên trong, giấu vào trong chữ vật giới chỉ. Nhanh rời nơi này, cái kia tả chấn hiên phải trở về tới. Lòng tiết di vội vàng la lên nói. Trầm tường nguyên bản vẫn dự định nhìn cái kia trịnh sở chiếc nhẫn chữ vật có cái gì. Nhưng hiện tại không thể làm gì khác hơn là đi trước, hắn cũng không muốn cùng tả chấn hiên phát sinh cái gì xung đột bởi vì tả chấn hiên là hàng ma học viện viện trường tiếp tiên tiên cùng lãnh u lan ở bên trong có thể chịu đến không ít hắn chiếu cố đặc biệt là cái kia đấu chuyển tinh di cảnh có thể làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian hiện tại hắn đã đem trịnh sở giải quyết đi sau đó hắn vẫn là có thể lặng lẽ trở về hàng ma học viện gia hỏa này tại thiên giới thượng diện địa vị khẳng định rất cao thậm chí có cực phẩm tiên tinh loại quý hiếm này đồ vật hơn nữa còn có hơn vạn nhiều như vậy quá kinh người tô mị dao không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bạch uu cũng là một mặt kinh ngạc vẻ mặt trầm tường hiện tại không kịp xem cái kia chiếc nhẫn chữ vật không thể làm gì khác hơn là ném cho tô mị dao cùng bạch uu đến xem nghe thấy hai nữ kinh thán âm thanh trầm tường liền biết cái kia cực phẩm tinh thạch rất quý trọng có hay không tiên đan cái gì trầm tường vội vàng hỏi ta nhìn lại một chút trong này có một cái hộp ta tuy rằng có thể cảm ứng hộp bên trong đan dược linh khí nhưng cũng mở không ra có một cái cấm chế cái gì, từ đan dược khí tức đến xem, nhất định là thiên cấp đan. Tô Mị Giao nói rằng, thiên cấp đan, trầm tường kinh hãi, loại này đan tại phàm giới rất ít gặp. Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng đã nói, liền tính tại thiên giới, đan dược cũng là mười phần đắt giá. Còn có cái gì, trầm tường lúc này mừng rỡ như điên. Còn có vài tờ cái loại này phi hành phù, một cái thấp kém tiên kiếm ừm, còn có hai tấm địa đồ. Tô Mị Giao hơi kinh ngạc mà nói rằng bản đồ này một tấm là nhật nguyệt đảo một tấm chính là này đệ nhất huyền cảnh xem ra này trịnh sở hạ xuống rất lớn mục đích là vì này đệ nhất huyền cảnh trầm tường lúc này đã biến thành một con chim nhỏ hắn muốn rời xa cái kia hẻm núi mới có thể dừng lại biết được cái kia trịnh sở chiếc nhẫn chữ vật có rất nhiều đồ tốt hắn hận không thể lập tức dừng lại nhìn tiền kiếm nha này có thể là đồ tốt bất quá đối với ta mà nói không có tác dụng gì Trầm tường nói rằng, hắn có thanh long đồ ma đau, đây chính là so tiên khí vẫn lợi hại thần khí. Tại này không thể trưởng khống chân khí huyền cảnh bên trong tả chấn hiên cảm giác mình là cỡ nào vô lực hắn, hắn bị long tiết di thả ra lốc xoáy bỏ sau khi ra ngoài. Căn bản không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho gió cái cỗ này lực lượng khổng lồ vẩy đi ra tuy rằng không biết lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhưng có thể xác định chính là cỗ lực lượng kia là có người cố ý thả ra, cố ý đem hắn cùng trịnh sở tách ra. Tả Trấn Hiên rất nhanh sẽ trở ngược về cái kia hẻm núi, nhưng hắn nhưng chỉ nhìn thấy mặt đất có một ít vết máu, đó là trịnh sở huyết dịch, hắn đoán là có người bắt đi trịnh sở. Để trịnh sở dẫn đường đi tới cái kia cất giấu kỳ hoa dị thảo địa phương, bởi vì trịnh sở từng nói chỉ có hắn mới nắm giữ này đệ nhất huyền cảnh bên trong bản đồ chi tiết. Trầm tường biến thành một con chim nhỏ, rất nhanh sẽ đã rời xa cái kia hẻm núi. Trốn ở một mảnh trong núi thẳm, cái hộp này vẫn đúng là khó mở ra, nhỏ nhỏ đồ vật che kín rất nhiều lợi hại cấm chế, nếu như mạnh mẽ phá hoại sẽ khởi động những này cấm chế. Sẽ làm hộp nổ tung. Trầm tường cao mày nói rằng trong cái hộp kia tồn phóng thiên cấp đan nhưng hiện tại nhưng rất khó mở ra điều này làm cho hắn nôn nóng không ngớt. Sớm biết hay dùng nhiếp hồn ma chú tìm tỏi ra hỏa kia ký ức bằng ta bây giờ đối với trận pháp nhận thức. Căn bản không cách nào mở ra. Trầm tường lắc đầu thở dài, hắn chỉ có thể tạm thời đem này chứa thiên cấp đan hộp thu lại, các loại nhìn thấy liễu mộng nhi thời điểm. Lại để liễu mộng nhi hỗ trợ mở ra. Vì phòng ngừa gặp phải Tả Chấn Hiên, Trầm Tường không có dựa theo mặt trên bản đồ đi, hắn lo lắng Tả Chấn Hiên cũng có một phần địa đồ, tuy nói coi như là Tả Chấn Hiên biết hắn giết Trịnh Sở. Cũng không có thể đem hắn như thế nào, nhưng hắn nhưng muốn cùng Tả Chấn Hiên giữ gìn mối quan hệ. Để hắn có thể tại Hàng Ma học viện bên trong thu lợi. Trầm Tường lúc này biến thành một con chim nhỏ, hăng hái hướng mục tiêu điểm phi hành, hắn biết ngày ấy Nguyệt Đảo động tĩnh to lớn như vậy, Hiện tại lại là đặc thù thời kỳ, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị những này trưởng giáo bá chủ biết, cho nên hắn phải nhanh điểm đi đến cái kia cất giấu linh hoa linh thảo địa phương. Tuy rằng trầm tường đã biến thành chim nhỏ, nhưng bởi vì chân khí hứng chịu ảnh hưởng, cùng nơi này áp lực quan hệ tốc độ phi hành cũng trở nên rất chậm, hắn liên tục phi hành hơn 2 tháng. Mới tới gần chỗ cần đến, chỉ bất quá để hắn bất ngờ chính là, hắn bây giờ vị trí rất là cằn cỗi, cây cối cũng đã khô héo, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng thật xa may là nơi này thời gian cùng bên ngoài không giống bằng không cái kia lối vào đã sớm đóng lại ta phải nhanh điểm đi đến chỗ đó đem linh dược cao tới tay trầm tường nhìn chung quanh nơi này thấy thế nào đều không giống như là gieo rất nhiều kỳ hoa dị thảo địa phương nơi này linh khí mỏng manh đến đáng thương mà nơi này cũng là đệ nhất huyền cảnh biên giới trầm tường suy đoán đệ nhất huyền cảnh linh khí đều bị ngưng tụ ở chính giữa khu vực cho nên đến nơi đây sau khi hắn rất là nghi hoặc bởi vì căn cứ thường thức đến xem nơi này căn bản không thể nào để một mảnh lớn kỳ hoa dị thảo sinh trưởng rất nhiều năm xem ra trên bản đồ kia đánh dấu điểm cũng không phải là cái kia sinh trưởng linh dược địa phương hẳn là chỉ là một cái đưa ra tô mị giao nói rằng nếu như ở nơi như thế này còn có thể sinh trưởng xuất những này chân quý linh dược chỉ có một cái khả năng nơi này có một cái lợi hại tụ linh đại trận nhưng long tiết di cũng không hề cảm ứng được như vậy trận pháp tiểu nửa canh giờ trôi qua sau khi trầm tường bay qua một tòa núi hoang chỉ nhìn thấy phía trước là một mảnh hoang vu bình nguyên tại bình nguyên mặt trên dựng đứng một khối bia đá bia đá không lớn chỉ có một người cao như vậy tuy rằng vẫn tại chỗ rất xa thế nhưng tại này bình nguyên mặt trên có vẻ mười phần chói mắt đáng chết lý thiên tuấn Trầm tường chửi nhỏ một tiếng, liền tiếp theo chạy vội lên, dọc theo đường đi đến. Nếu như không phải là vì nhanh lên một chút đi tới nơi này, hắn đã giết chết rất nhiều yêu thú lợi hại, đạt được rất nhiều yêu hạch. Đây chính là một khoản lớn của cải. Nhưng ở hắn liên tục chạy đi hạ, đi tới nhưng là cái chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Trên tấm bia đá chữ viết chính là Lý Thiên Tuấn, nội dung không nhiều. Nhưng cũng rất làm người tức giận. Đến người tới chỗ này, có phải hay không cảm thấy rất tức giận, có phải hay không cảm thấy đến không, đừng nóng giận. Ta chỉ là vì cho ngươi lãnh hội một thoáng này để nhất huyền cảnh bên trong mỹ cảnh, năm đó ta nhưng là bị vây ở chỗ này diện rất nhiều năm, cho nên mới nhàn đến phát chán. Đem trong này đều đi dạo hết rồi. Khà khà, trong này nguyên bản chung quanh đều là chân quý linh dược, bất quá lại bị ta thải xong, đại đa số linh dược đều tại ta luyện đan thời điểm cho tàn chỉ có một một số ít bị ta di chuyển đến tới gần đệ nhất huyền cảnh địa phương, phía dưới là địa đồ. Trầm tường hận không thể một trường đập nát khối này bia đá. Hắn thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, cũng chỉ là cái kia Lý Thiên Tuấn mở một cái vui đùa, may là trong này còn có một chút linh dược. Bằng không hắn nhất định sẽ tức giận đến tổ huyết. Đừng lo lắng, Lý Thiên Tuấn năm đó gieo xuống linh dược nhất định là có rất nhiều sinh trưởng lên. Tô Mị Giao nói rằng. Trầm tường cũng hy vọng như vậy, hắn bắt đầu ghi nhớ cái kia trên tấm bia đá có khắc địa đồ. Ha ha, này đệ nhất huyền cảnh bên trong linh hoa linh thảo toàn bộ là chúng ta hỏa thần điện. Một đạo vang dội mà kích động âm thanh tiếng cười lớn truyền đến. Ngây thơ hàng ma học viện, bọn họ khẳng định không nghĩ tới chúng ta cũng có này đệ nhất huyền cảnh bên trong địa đồ. Một đạo khác ôn hòa âm thanh mang theo trào phúng ngữ khí nói rằng trầm tường nghe được này hai đạo âm thanh xa xa truyền đến liền vội vàng biến thành một tảng đá trốn ở bia đá cách đó không xa đáng chết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đám người kia có thể đi vào nhập này đệ nhất huyền cảnh không kỳ quái nhưng cũng đều có địa đồ trầm tường trong lòng nghi ngờ nói nói rất nhanh trầm tường đã nhìn thấy một người trung niên cùng một thanh niên từ đàng xa lao nhanh mà đến cái kia hầu hạ chính là hòa thần điện quần áo quả nhiên cùng trầm tường dự liệu như thế bọn họ thấy trên tấm bia đá nội dung sau khi đều quá độ lôi đình ta đã tra xét này bốn phía không có những người khác đi tới quá vết tích xem ra là chúng ta đầu tiên tìm đến nơi đây thanh niên kia nói rằng nhưng vào lúc này xa xa truyền đến một trận tiếng cười lớn không sai là các ngươi trước tiên tìm tới thì thế nào đang khi nói chuyện Hai tên trên người mặc áo bào trắng lão giả bay lượn mà đến, cũng xuất hiện ở trên tấm bia đá, bọn họ một chút liền tảo thấy trên tấm bia đá nội dung. Nhìn ra để bọn hắn âm thầm cau mày, "Là thần vũ điện trưởng lão, ta giảng quá, thần vũ điện gia hỏa cũng không phải là vật gì tốt. Lúc trước bọn họ cũng là có phân thiết kế muốn giết chết ta đi." Trầm tường thầm nghĩ trong lòng hắn đột nhiên phát hiện tiến bào này đệ nhất huyền cảnh thế lực không ít thần vũ điện cùng hòa thần điện trưởng lão vẫn đều đến nơi này thần vũ điện điện chủ cùng hòa thần điện điện chủ ni bọn họ hẳn là trước hết đi tới nha trầm tường trong lòng nghi hoặc kế tục quan sát nếu như thần vũ điện cùng hòa thần điện người phát sinh xung đột cái kia không thể tốt hơn đến thời điểm hắn sẽ chờ trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi là được hai phe thế lực đồng thời biết được cái chỗ này chỉ có một cái bảo tàng vì đạt được cái kia bảo tàng chỉ có một kết quả đó chính là đem đối phương tiêu diệt độc chiếm bảo tàng thấy có những thế lực khác người đi tới hỏa thần điện trung niên sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ các ngươi chính là cái kia mới cất vương giả điện phái tới tại thiên giới cũng là chỉ là con kiến cỏ nhỏ hỏa thần điện trung niên cười lạnh nói không chúng ta là thần vũ điện ta nghĩ không bao lâu nữa tại thiên giới thượng diện sẽ có một vị trí đương nhiên các ngươi đến có mệnh sống đến phi thăng thiên giới mới có thể nhìn thấy thần vũ điện một lão già cười nhạt nói nhưng trong con ngươi nhưng mang đầy sát khí trầm tường cả kinh hắn biết thần vũ điện là thuộc về vương giả điện tại phàm giới bên trong chi nhánh bây giờ lại muốn chính mình độc lập điều này nói rõ tại thần vũ điện sau lưng có một cái thực lực có thể so với nhân vương người đang ủng hộ thế lực phân tranh, vốn chính là 10 phần tàn khốc, hiện tại trầm tường đối với thần vũ điện lại có càng cao hơn một tầng nhận thức to mồm phét lá. Ta thừa nhận các ngươi cái gì kia nhân vương huyết mạch có điểm môn đảo, nhưng chúng ta hỏa thần điện cũng không phải là ăn chay, huống chi hiện tại chúng ta đều không thể khiến dùng chân khí. Ngươi đừng quên chúng ta hỏa thần điện trưởng lão đều có cái gì. Hỏa thần điện trung niên, nắm đấm nắm chặt, thân thể dĩ nhiên bộc phát ra một cỗ nóng rực khí tức điều này làm cho trầm tường hơi bắt đầu kinh ngạc tại loại này không thể khiến dùng chân khí dưới tình huống cái kia hỏa thần điện trung niên dĩ nhiên có thể thả ra nhiệt lượng đã nói lên hắn có thể dùng hỏa mà trầm tường nắm giữ cản khôn hỏa hồn nhưng hắn nhưng không làm được điểm ấy hỏa hồn quả nhiên như thế chúng ta đã sớm nghe nói các ngươi hỏa thần điện người đều là ác ma chuyên môn chung quanh cướp đoạt hỏa hồn sau đó sẽ dùng hỏa thần điện tà pháp dùng nhập thân thể của các ngươi thần vũ điện lão giả nắm chặt nắm đấm trong cơ thể xương cốt đùng đùng vang lên lực lượng tại trong thân thể hắn tuôn ra thực lực của hai bên đều gần như bất quá bọn hắn tại sử dụng chân khí thời điểm đều hứng chịu tới hạn chế cho nên bọn hắn chiến đấu cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào này bốn cái thực lực lực lượng ngang nhau người không lại đấu võ mồm đồng thời khởi xướng mãnh công đều là vật lộn tuy rằng không thể khiến dùng chân khí nhưng bọn hắn thông qua thân thể thi triển ra lực lượng nhưng cũng thập phần cường đại, mà trầm tường cũng đang đợi thời cơ ra tay, hỏa thần điện vốn là không phải kẻ tốt lành gì. Chuyên môn cấp đoạt hỏa hồn, hắn gặp phải như thế một cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha, mà thần vũ điện trước đó muốn cho hắn tử, hắn bây giờ cũng tuyệt không lưu thù. Bởi vì không thể khiến dùng chân khí, này bốn cái niết bàn cảnh bạo phát chiến đấu, động tĩnh cũng không phải là rất lớn, sẽ không đưa tới những người khác có thể tu luyện chân khí thời điểm. Đại đa số người đều sẽ không tại thân thể mặt trên hạ quá nhiều tinh lực trừ phi là tại cảnh giới cực hạn bách luyện cảnh thời điểm, cái này thị phi tu luyện không thể. Nhưng một khi bước vào niết bàn cảnh, rất nhiều người đều sẽ đem thân thể tu luyện các ở một bên, chủ yếu tu luyện chất phác chân khí. Tại loại này 20 lần trọng lực trong hoàn cảnh, 10 phần tiêu hao thể lực bốn người đánh cho khó bỏ khó phân, chỉ là hơn một canh giờ quá khứ, bọn họ lực lượng đều yếu bớt hơn một nửa đều đầu đầy mồ hôi mà lúc này xác thực hòa thần điện chiếm thượng phong bởi vì bọn hắn nắm giữ hòa hồn công kích thời điểm có thể thả ra một loại bức người nhiệt khí đối với nhân cũng là một loại dằn vặt sấp xỉ rồi tiểu thí long xem trọng thời cơ phối hợp ta một thoáng trầm tường nói rằng long tiết di ở trong môi trường này sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì bởi vì nàng sử dụng chính là pháp lực, nàng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngưng tụ linh khí trong thiên địa, làm lực lượng của chính mình tiến hành công kích. Tìm tới những này linh dược có ăn ngon làm cho người ta ra ăn một điểm là được. Lòng tiết di mười phần nhu thuận nói rằng, đối với cái này cả ngày trang nộn lão nữ hài, trầm tường cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa rồi còn mạnh miệng, xem ra các ngươi cũng chỉ có như thế chứ các ngươi thần vũ điện muốn bội phản vương giả điện đây cũng là tội lớn nếu như các ngươi giết không chết chúng ta kha kha cái kia hỏa thần điện trung niên thở hồng hộc mà nói rằng mà lúc này song phương cũng đều ngừng tay bọn họ biết lại tiếp tục nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thương đến thời điểm ai cũng không có lợi điều này cũng đều là bởi vì bọn hắn đều quá tự tin bằng không cũng sẽ không vừa bắt đầu liền nói ẩu nói tả yên tâm, ngày hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Nghe thấy âm thanh này, hỏa thần điện cùng thần vũ điện trưởng lão đều cả người chấn động. Bọn họ đối với trầm tường nhưng là hết sức quen thuộc thanh âm này bọn họ làm sao sẽ không nhận ra. Theo trầm tường âm thanh truyền đến, một đảo ánh sáng màu xanh tránh qua trầm tường trở nên xuất hiện trong tay thanh long đổ ma đao đã dơ lên cao mà lên. Bỗng nhiên hướng một cái hòa thần điện thanh niên phủ đầu chém vào mà xuống bởi vì trước đó bốn người đều trải qua dài rằng giặc sự chịu đựng chiến, hiện tại bất luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều mức độ lớn yếu bớt. Đối mặt trầm tường cái loại này mãnh liệt cuồng bạo công kích căn bản không hề chống đỡ lực ánh sáng màu xanh lấp lóe đồng thời, hồng huyết cũng đồng thời tung tóe đi ra. Dường như hồng hoa tràn ra giống như vậy, trên không trung tung tóe rơi ra tại ba người kia trên mặt để bọn hắn không khỏi đánh một cái giật mình. Trầm tường Hỏa thần điện trung niên giống giận một tiếng, quay về cái kia đột nhiên xuất hiện trầm tường chính là một cái mãnh quyền, nhưng nắm đấm của hắn đánh tới thời điểm. Trầm tường thân thể loáng một cái, thi triển nhẹ nhàng thân pháp, vọt đến cái kia thần vũ điện hai cái lão giả phía sau, đùng 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 đùng. Liên tiếp nổ vang truyền đến. Hồi âm dập dờn tại yên tĩnh trong cánh đồng hoang vu, trầm tường đại đao hoành khảm đồng thời, bộc phát ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hàng ma kính, tốc độ như điện đem hai người kia vừa định chạy trốn lão giả chặn ngang bẻ gãy chỉ là qua trong giây lát trầm tường liền giết chết ba cái vượt qua niết bàn thất kiếp cường đại võ giả nhưng trầm tường nhưng trong lòng không hề sóng lớn loại chuyện này hắn đã sớm trải qua trầm tường lúc này mười phần bình tĩnh trên mặt vẫn mang theo một vệt nụ cười nhìn ra để hòa thần điện cái kia trung niên lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là đào mạng hắn không biết trầm tường dùng bản lĩnh gì, có thể ẩn nấp tại bốn phía, chờ bọn hắn đánh cho lực kiệt thời điểm mới chảy ra, lại dùng sấm rền gió cuốn công kích đánh gục ba người. Cho nên hắn dám khẳng định thực lực bây giờ của hắn không bằng trầm tường cái này quái thai, nếu như kế tục lưu lại, đón lấy từ chính là hắn. Trầm tường không phải không thừa nhận. Này hỏa thần điện trung niên lúc này mão đủ kính đào mạng, tốc độ nhanh đến kinh người, kéo một đạo thật dài huyễn ảnh, hăng hái chạy như điên trong chớp mắt liền chạy như bay đến xa xa một ngọn núi cao trên đỉnh núi thế nhưng long tiết di tốc độ càng nhanh hơn dường như quang bình thường bay vụt đi ra ngoài hóa thành một đạo màu trắng quang mang quấn vòng quanh cái kia chạy trốn trung niên thấy long tiết di đắc thủ trầm tường chậm rãi đem cái kia chết đi ba người trên tay chiếc nhẫn chữ vật thu cẩn thận nhưng ai biết hắn vừa muốn đánh ra lại phát hiện chiếc nhẫn chữ vật đã hư hao không hổ là một ít lão bánh quẩy, dĩ nhiên xông lên chiêu này phòng bị. Trầm tường thở dài một tiếng, có chiếc nhẫn chữ vật tăng thêm huyền ảo trận pháp. Nếu như chiếc nhẫn chữ vật chủ nhân chết đi, chiếc nhẫn chữ vật cũng sẽ tự mình hủy diệt. Cái kia chạy trốn hỏa thần điện trung niên, bị long tiết di buộc chặt. Dẫn tới trầm tường trước mặt, hỏa thần điện hừ hừ chuyên môn cấp đoạt hỏa hồn ác độc thế lực. Các ngươi nhưng là làm cho ta vẫn kinh hồn bạt vía nha trầm tường một cước đạp ở cái kia trung niên trên gương mặt lạnh nhạt nói đạo trầm tường hiện tại nhưng là muốn làm gì thì làm. Những này niết bàn cảnh hiện tại ở trong mắt của hắn cũng bất quá là thực lực tương đương người, hắn muốn giết ai thì giết chớ nói chi là loại ác độc này thế lực bá chủ. Trầm tường, ngươi không thể giết ta. Trung niên kia cắn răng nói rằng, ồ tại sao phải? Trầm tường quay về bụng của hắn mãnh dẫm một cước đùng, một tiếng nổ vang lên, gặp hàng ma kính công kích trung niên kia liền cảm thấy bụng giống như bị một đạo sấm sét rót vào như thế, đau đến trong miệng ứa ra máu tươi. Ta vừa nãy đã giết ba gia hỏa kia, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi mà. Trầm tường cười lớn một tiếng, quay về bụng của hắn cùng lồng ngực lại là mãnh đạp mấy phát dẫm đến trung niên này xương cốt cùng nội tạng toàn bộ vỡ vụn. Cái loại này cực kỳ bi thảm gào thét trở lại tại phía chân trời, nghe được khiến người ta sờn cả tóc gáy trung niên kia biết nếu muốn mạng sống, phải xuất ra một vài thứ đi trao đổi. Bằng không hắn cũng sẽ bị trầm tường giết chết tại này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn triệt để mà thấy được trầm tường là một cái gia hỏa như thế nào. Giết lên bọn họ những này niết bàn cảnh khi đến, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp, cho dù là bọn họ, giết thời điểm bao nhiêu đều có chút cố kỳ. Ta biết ngươi nắm giữ hỏa hồn, hơn nữa ngươi hỏa hồn muốn so với chúng ta trong tưởng tượng cường đại ta không đoán sai thời điểm người hỏa hồn hẳn là thiên dương hỏa hồn đi. Cái kia trung niên nhẫn nhịn đau nhức cắn răng nói rằng. Trầm tường khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới vẫn bị nhìn ra, hắn dẫm trung niên kia chân lại tăng cường lực lượng. Như vậy các ngươi dự định muốn đối với ta lấy cái dạng gì hành động? Chúng ta hỏa thần điện nắm giữ lấy ra hỏa hồn bí pháp, bình thường bị lấy ra hỏa hồn người, hơn nửa đều tàn phế thần chí không rõ tử vong cũng không phải số ít chúng ta hỏa thần điện trải rộng mỗi cái thế giới chính là vì thu thập những này giải rác ở thế gian hỏa hồn. Chỉ cần vì làm hỏa thần điện làm việc người là có thể đạt được ban thưởng thu được tương đối thấp kém hỏa hồn. Trung niên này biết muốn sống mệnh phải thành thật trả lời trầm tường. Chúng ta quả thật rất muốn cướp đi ngươi hỏa hồn nhưng cũng vẫn có chỗ cố kỵ bất quá chúng ta đã xác định được tại tam giới đại chiến lúc bộc phát. Nhân lúc loạn chảo bắt ngươi các ngươi quá ngây thơ rồi các ngươi thật sự cho là ta dễ đối phó như vậy trầm tường cười lạnh nói không sai thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng không mạnh nhưng muốn bắt ngươi lại hết sức khó khăn bất quá trải qua ta điều tra bằng hữu của ngươi cùng nữ nhân của ngươi nói đến đây trầm tường trong lòng giận dữ dưới chân nổ vang một tiếng hàng ma kính mang theo một cỗ sát khí trào ra ở nơi này năm bụng nổ tung một cái lỗ máu a à, trung niên kia đau đến tê hô một tiếng hắn đường đường một cái hòa thần điện trưởng lão vượt qua niết bàn cảnh thất kiếp ta cường giả lúc này lại bị một cái linh vũ cảnh tiểu quỷ trà đạp đến sống không bằng chết điều này làm cho trong lòng hắn vẫn hận không ngớt nhưng cũng không làm nên chuyện gì hắn bây giờ mặc dù muốn chết đều không phải hắn định đoạt chỉ cần chỉ cần ngươi buông tha ta ta liền truyền dạy cho ngươi một môn võ công này võ công là hỏa thần điện tuyệt mật công pháp, chỉ thích hợp nắm giữ hỏa hồn người tu luyện, hỏa hồn càng mạnh người. Lại càng là có thể phát huy uy lực của công pháp này. Trung niên kia nói rằng, trầm tường tàn khốc nở nụ cười, không cần. Nói, hắn một trưởng đánh ở nơi này năm đầu lâu, trong miệng ghi nhớ thần chú, thi triển nhiếp hồn ma chú. Tìm tòi trung niên này ký ức, trung niên này nhưng là sống rất lâu, ký ức rất nhiều, lập tức toàn bộ hấp thu, trầm tường chỉ có thể đau đầu, cho nên hắn chỉ muốn tự mình nghĩ tìm, nhưng nếu như vậy, nhưng sẽ làm trung niên kia đau đến không muốn sống. Đám người kia thực sự là đê tiện, dĩ nhiên đem mộng nhi tỷ hương nguyệt đan trưởng lão các nàng đều xếp vào bắt giết danh sách bên trong. Trầm tường tìm thấy được một phần danh sách, mặt trên người đều là dùng hỏa phi thường xuất sắc, hỏa thần quyết. Trầm tường thì thảo nói đảo, hắn tìm được bộ công pháp kia, nội dung bên trong rất nhiều. Nhưng cũng bị hắn trong nháy mắt hút vào trong đầu của hắn, đã trở thành trí nhớ của hắn, hắn đón lấy muốn làm chính là cố gắng hiểu thấu đáo này hỏa thần quyết. Nhìn lợi hại bao nhiêu, quả nhiên là hỏa thần quyết tại thiên giới cũng là một bộ có tiếng võ công, cái này cũng là hỏa thần điện cường đại vị trí hỏa trong thần điện rất nhiều công pháp đều là thông qua này hỏa thần quyết sáng tạo ra, chỉ có những này nắm giữ hỏa hồn, đối với hỏa thần điện trung tâm cảnh cảnh người mới có thể học được. Trong tay của ngươi hẳn không phải là toàn bản, Tô Mị Giao ngạc nhiên mà nói rằng, trung niên kia trên mặt trắng bệch hắn là niết bàn cảnh, mặc dù bị trầm tường tiến hành nặng bao nhiêu dàn vặt nhưng cũng còn chưa ngất đi từ quá khứ. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Trung niên kia tức giận nói rằng. Ta tìm tòi trí nhớ của ngươi." Trầm Tường cười nhạt, "Cái gì, ngươi dĩ nhiên hiểu được loại này cấm kỵ tà công, ngươi." "Ngươi," nói còn chưa dứt lời, Trầm Tường đại đao mang theo sâu sắc sát khí. Vô tình chém xuống, đem trung niên này đánh giết, giết chết đều là đồ tốt, muốn cố gắng giữ lại." Trầm Tường dùng cấm chế đem thi thể kia phong ấn, hỏa thần điện thi thể nhưng là quý giá nhất. Bởi vì bên trong có hỏa hồn, có một thân lợi hại thuộc tính, hỏa chân khí, sau đó có cơ hội, hắn có thể chậm rãi những này công lực thôn phệ, nghĩ biện pháp đem hỏa hồn lấy ra đi ra. Muốn chết tái ngộ đến mấy cái hỏa thần điện là tốt rồi, bọn họ có thể lấy ra người khác hỏa hồn, ta trầm tường cũng có thể. Trầm tường đem cái kia bốn bộ thi thể xử lý tốt sau khi điều chỉnh một thoáng trạng thái, đem cái kia bia đá nổ nát, sau đó hướng cái kia chân chính cất giấu linh dược địa phương chạy như bay quá khứ. Vừa nãy hắn từ bên trong đó nằm trong ký ức biết được thiên giới thượng diện tại cái kia thiên cầu thực ngày đến đến trước một ngày, rơi ra rất nhiều địa đồ. Cho nên đưa tới rất nhiều thế lực bá chủ đến đây, mà hỏa thần điện cùng chấn ma thần điện nhưng là sớm hơn đạt được cái kia phân địa đồ. Còn có một phần đệ nhất huyền cảnh bên trong bản đồ chi tiết nhất định là Lý Thiên Tuấn truyền ra. Gia hỏa này cũng thật là chỉ e thiên hạ không loạn. Trầm tường mắng thầm, năm đó đuổi người giết hắn rất nhiều ta nghĩ hắn hẳn là ghi hận trong lòng. Muốn cho những người này tại đệ nhất huyền cảnh bên trong chém giết lẫn nhau đi, nói không chắc hắn vẫn còn ở nơi này diện nuôi rất nhiều lợi hại đồ vật. Tô Mị Giao nói rằng. Nghĩ đến điểm này, Trầm Tường sắc mặt trở nên trầm trọng lên, may là hắn từ cái kia Hỏa Thần Điện Trung niên trong ký ức biết được Liễu Mộng Nhi chưa có tới, bằng không hắn sẽ rất lo lắng. Bởi vì ở trong môi trường này, ai cũng không dám nói chính là mình vô địch, nếu như gặp phải vây công, không cách nào chạy trốn, cái kia chỉ có một con đường chết. Sau đó đi đến thiên giới, ta phải hảo hảo gặp gỡ cái này Lý Thiên Tuấn." Trầm Tường nói rằng, sẽ có cơ hội tại luyện đan thuận tiện đánh bại hắn. Tô Mị Giao cười đắc ý, nàng đối với Trầm Tường rất có lòng tin, dù sao cũng là thân thủ của nàng chỉ đạo đi ra. Trải qua dài rằng giặc bôn ba, Trầm Tường dùng hơn một tháng thời gian, rốt cục đi tới cái kia trên tấm bia đá có khắc địa đồ phụ cận, nhìn thấy rất nhiều mặt trên bản đồ biểu thị đi ra ngọn núi. Lần này hắn cũng không hề lần trước kích động như vậy, bởi vì này rất có thể là cái kia Lý Thiên Tuấn một hồi trò khôi hài, nói không chắc nơi đó là một cái bẫy hơn nữa trong này vừa có nhiều mặt thế lực bá chủ trầm tường không thể không cảnh giác lên thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau